chúng ta thấy được cái phần sụn mô bè không thấy được, tổn thương sụn rồi những tổn thương có chút chưa phốt hóa, còn những cái hình ảnh tương tự gãy xương khớp xoay ở con nít rất là nhiều, nó gọi là những cái động mạch vai nha, đó là những cái sụn tăng trưởng. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ gặp được gãy, ví dụ một chục cái viên cánh tay, cái sụn tăng trưởng đầu trên xương cánh tay nó chưa phốt hóa hoàn toàn. Nếu các chị không làm con nít hoặc tình cờ thấy được thì nó tập là gì, tập gãy đầu trên xương cánh tay đây là ngoài, nếu làm được sẽ gặp ngoài những cái nhân cốt hóa phụ, chúng ta có thể lầm bởi những cái gãy đứt hoặc những cái nhân cốt hóa trong quá trình phát triển, những cái nhân cốt hóa trên nguyên tắc nó phải dính vào cái xương, nhưng nó là một cái biến thể nó không dính vào cái xương, trong suốt đời nó vẫn dính nằm ngoài, nó không dính hẳn vào cái xương, thì chúng ta cũng có thể lầm bởi là những cái gãy xương hoặc những cái biến thể bình thường. Đó là những cái sai lầm trên này. Ví dụ ở đây, đây là cái đầu trên xương cánh tay, thì chúng ta thấy đây hai cái đường sáng, một đường sáng phía trước, một đường sáng phía sau, thì bản chất cả hai cái đường sáng này nó là cái gì? Nó là sụn tăng trưởng. Nó chỉ có một sụn tăng trưởng thôi. Cái sụn tăng trưởng đó hình đĩa đó, nó tròn. Nếu chúng ta chụp mà nó tiếp tuyến với cái đĩa đó thì chúng ta thấy một đường sáng duy nhất. Nhưng chúng ta chụp hơi chất không tiếp tuyến với cái đĩa đó thì chúng ta sẽ thấy hai cái bờ, một cái bờ phía trước và bờ phía sau. Và cái bờ này nếu chúng ta không biết, chúng ta có thể đọc đây là một đường gãy xương ở cái đầu dưới xương cánh tay. Rồi đây, đây là một cái nhân cốt hóa, một cái nhân cốt hóa của đầu dưới xương cánh tay nha. Đó. Rồi đây, đây là một cái nhân cốt hóa phụ của cái mỏng biểu xương cánh tay. Đó. Một cái nhân cốt hóa phụ mỏng biểu xương cánh tay. Đây là nhân cốt hóa, nhân cốt phụ. Nếu chúng ta thấy những cái hình ảnh này, một trong những cái mà chúng ta công việc nó là gãy xương hay nó là những cái nhân cốt hóa phụ, thì đầu tiên nếu mà gãy xương thì sao? Gãy xương thì bắt buộc mất liên tục bỏ xương, nghĩa là nếu đây là cái phần gãy xương thì nó chỉ có cái phần xương cặp thôi, cái bờ này nó sẽ không có phần xương cặp, bờ phía ngoài không có xương. Ví dụ các anh chị tưởng tượng đây là một đường gãy xương nào đây, một cái đường gãy xương này, nếu cấu trúc xương bình thường chúng ta có bỏ xương xong tới thủy xương, còn cái bờ gãy xương nó sẽ không có cái phần xương cặp của bỏ xương. Thế đó, nếu cái cục này là cái gãy xương đó, nếu cái cục này gãy xương thì cái viền xung quanh đó nó sẽ không có cái viền của cái xương cặp bỏ xương. Còn nếu có cái nhân cốt hóa bình thường thì cái viền xung quanh đó nó sẽ có cái bỏ xương cặp. Cái thứ hai là khi các chị vẽ liên tục tất cả cái cục này đúng đó, thì chúng ta cũng thấy được hình ảnh bình thường của cấu trúc xương. Ví dụ trong trường này, nếu tôi vẽ liên tục tất cả cái này là với nhau, tôi đối lại, tôi vẽ lại thì nó ra hình dạng của một cái bọt cửa bình thường, thì đây là những cái nhân cốt hóa phụ, đó là không có gì phát triển chứ không phải là một cái gãy xương, nó không gì là đó. Rồi ví dụ đây cũng là một cái nhân cốt hóa phụ nó xuất hiện trễ trong quá trình phát triển, đây cũng là một cái nhân cốt hóa phụ sẽ được đặt ra gãy xương. Rồi ví dụ trong trường này, cái đầu xương, cái vùng đầu xương của đầu dưới xương trụ nó có hai mặt cũng được gặp gãy xương, nó chỉ là một cái dạng biến thể, nó gọi là bimorphy hai phần. Một cái nhân cốt hóa đầu xương nó có thể là hai mặt hoặc ba mặt, nó gọi là trong trường này hai mặt, gọi là bimorphy của cái đầu xương, nó cũng chỉ là cái động mạch vai trong quá trình phát triển nó chưa cốt hóa hoàn toàn thôi. Rồi những cái đường vị trí này là trong quá trình phát triển thì cái xương tăng trưởng đến một lúc nào đó nó sẽ không còn phát triển nữa, thì cái đầu xương nó sẽ dính hoàn toàn vào với cái hàm xương. Trong khi mà cái đầu xương nó chưa dính hoàn toàn vào hàm xương, chúng ta còn thấy một cái đường sáng nhỏ, thì chúng ta sẽ lầm với lại cái gãy xương, đó là một cái bình thường. Rồi đây là những cái gì? Đây là những cái nhân cốt hóa phụ của cái xương mu. Đây là nhân cốt hóa phụ của xương mu. Đây là nhân cốt hóa phụ của xương mu. Chúng ta dễ lầm với lại đường gãy xương. Chứ ở vị trí này nó có những cái gãy xương gọi là gãy rứt. Gãy rứt thì nếu có gãy rứt thì cái mảnh này nó sẽ bong xa ra. Còn đây chỉ là những cái nhân cốt hóa phụ khi mà nó chưa đóng hoàn toàn mà thôi. Còn đối với cái xương bàn tay và bàn chân, đối với xương bàn tay, các chân ta biết thì những cái xương ống và những xương dài sẽ có hai cái đầu xương hoặc những xương ống, xương dài. Cấu trúc xương từ trên xuống dưới nó có gì? Nó có đầu xương, tới tiếp theo là cái xương tăng trưởng ở con nít có, người lớn không có. Tiếp theo là cái phần hàm xương, tiếp theo là cái phần thân xương. Đối với những cái xương ống, ví dụ hai xương cẳng tay, ví dụ hai xương cẳng chân, xương cánh tay, xương đùi nha, thì nó sẽ có cái đầu trên và đầu dưới, có hai đầu xương. Nhưng đối với những xương ống ngắn như là những cái xương ống ở bàn tay, những cái xương ở đốt tay, xương ở bàn chân,
thì những cái xương này nó chỉ có một đầu xương mà thôi, những cái xương này chỉ có một đầu xương mà thôi. Thì cái vị trí đầu xương này nằm ở đâu? Đối với cái xương bàn ngón một, đối với cái xương bàn ngón một, bàn chân và bàn tay luôn, thì cái đầu xương nó nằm ở vị trí nào? Đối với cái xương ngón một, xương bàn xương một, xương bàn xương một, thì các đầu xương nằm ở vị trí nào? Đối với những cái xương bàn, bàn tay, bàn chân vậy, từ ngón 2 đến ngón 4 thì từ ngón 2 đến ngón 5 thì cái đầu xương nằm ở vị trí xa, đầu xương nằm ở vị trí xa. Đó trên nguyên tắc khi chụp một cái bàn tay, ví dụ đây là ngón số 3 ha, đây ngón số 3 thì chúng ta chỉ thấy một cái đầu xương nằm ở đầu xa thôi, ở đầu gần chúng ta sẽ không có đầu xương. Nhưng đôi khi nó có những cấu trúc như thế này, nó gọi là cái gì? Cấu trúc tại chỗ này nó gọi là những cái đầu xương phụ. Đầu xương phụ nghĩa là chúng ta thấy giống như là có hai đầu xương, giống như hai đầu xương. Và vì chúng ta biết rằng là trên nguyên tắc xương ống ngắn chỉ có một đầu xương, và chúng ta thấy thêm cái đầu xương ở đầu gần nữa thì chúng ta sợ làm cái gì? Gãy xương. Từ từ nó không có, và bây giờ nó có thôi thì chúng ta sẽ làm cái gãy xương. Nhưng trong trường này nó chỉ là cái gì? Đó là những cái đầu xương phục của cái xương ống ngắn ở bàn tay và bàn chân. Rồi đối với khảo sát hình ảnh của một đứa trẻ chấn thương thì cái đầu tiên vẫn là cái gì? Vẫn được cái đầu tiên khi khảo sát hình ảnh một đứa nhỏ vừa té vẫn là một cái X-quang, vẫn là một cái X-quang là cái gì đầu tiên. Thì đối với X-quang trong chấn thương xương hoặc đối với X-quang nó trong gãy xương nói chung thì chúng ta phải chụp hai tư thế vuông góc với nhau. Ở đây tôi không nói cái từ thẳng nghiêng ha, tôi không nói gì, tôi nói cái từ là hai tư thế và hai tư thế vuông góc với nhau để chúng ta coi được cái phim đó, cái hình ảnh đó trên hai bình diện. Hai bình diện, tuy nhiên không phải tất cả những cái phim, cái xương nào chúng ta cũng bắt buộc phải chụp hai tư thế vuông góc với nhau. Ví dụ đối với xương cánh tay, đối với xương cánh tay nếu chấn thương xương cánh tay thì chỉ cần một cái phim xương cánh tay này. Đối với cái xương đòn thì chúng ta có thể chụp thẳng nghiêng được không? Xương đòn chúng ta chụp thẳng nghiêng được hay không? Được. Tôi nói chụp hai tư thế vuông góc với nhau vuông góc với nhau. Xương đòn chúng ta có thể chụp hai tư thế được, là một cái tư thế là thẳng và một cái tư thế giống như tư thế đỉnh được. Đỉnh được nghĩa là chúng ta cũng thấy toàn bộ chiều dài xương đòn trên hai bình diện, một cái chụp thẳng và một cái tư thế đỉnh được. Đó là hai bình diện vuông góc với nhau. Chứ qua bao giờ chúng ta chụp cái thẳng là trước sau, cái nghiêng là ngang, cái nghiêng là ngang thì chắc là thấy chuyện dễ rồi. Rồi đối với cái xương ở bàn tay và bàn chân, cái xương bàn tay và chân nếu trong trường hợp khảo sát chấn thương, nếu trong trường hợp khảo sát chấn thương thì chúng ta sẽ chụp thẳng và chúng ta chụp chất bằng tư. Tại vì cái xương bàn tay và bàn chân nếu chúng ta chụp nghiêng hoàn toàn thì năm cái xương, năm ngón tay nó chồng lên nhau hết, chúng ta sẽ không thấy cái xương nào hết. Ha, do đó chúng ta sẽ chụp thẳng và chúng ta chất bằng tư chứ không phải là thẳng và vuông với nhau được. Rồi trong trường hợp khác, ví dụ như dị vật trong mô mềm, nếu là dị vật trong mô mềm thì lúc đó chúng ta phải chụp thẳng và nghiêng hoàn toàn để rõ ràng để chúng ta thấy. Rồi ví dụ như ở đối với cái bàn chân, đối với bàn chân trong trường mà chụp cái bàn chân của chỉnh hình chấn thương, và chỉnh hình chấn thương là gãy xương, chỉnh hình là những bất thường các cấu trúc trục của các chi, trong trường chỉnh hình thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải chụp thẳng và nghiêng hoàn toàn chứ không thể làm chụp chất ha. Chụp đánh giá các trục của chi dưới thì ví dụ bàn chân thì chúng ta phải chụp thẳng và nghiêng hoàn toàn. Và thêm một bước nữa, nếu mà đánh giá các trục của chi dưới, các trục của chi dưới là ảnh hưởng tới cái gì? Ảnh hưởng với cái tư thế đứng và đi của đứa nhỏ. Cho đó nếu mà đánh giá cái trục của chi thì chúng ta phải chụp thẳng và nghiêng hoàn toàn trong tư thế đứng, chứ phải trong tư thế nằm bình thường, trong những cái ví dụ như trong những trường chấn thương đó là cái nó có thể đang chị. Rồi thông thường thì đối với X-quang chúng ta yêu cầu là gì? Chúng ta lấy có hai khớp khớp trên và khớp dưới của cái xương đó. Tuy nhiên nếu một đứa nhỏ chúng ta có thể lấy qua hai khớp trên và khớp dưới, những đứa lớn chúng ta không thể nào lấy qua hai cái khớp đầu trên và đầu dưới của cái xương nó được. Tại vì sao? Cái thứ nhất là cái chi nó dài, cái thứ hai là khi mà chúng ta chụp vào một cái khoảng rộng nguyên một cái xương đùi, chúng ta lấy từ trên xuống dưới, chúng ta không khu trú ở cái vị trí nào đấy, thì là cái tia trung tâm đó không khu trú vào cái vị trí chính xác mà chúng ta cần khảo sát, thì lúc đó cái hình ảnh nó sẽ khó khảo sát cho chúng ta được, sẽ khó khảo sát cho nên. Do đó nếu đối với chẩn đoán một cái gãy xương ha, thì nên chụp khu trú vào vị trí nào là chính xác cần khảo sát. Khi có gãy xương rồi, nếu chúng đánh giá sự chi lật, sự xoay của xương và sự chi lật đó chúng ta phải coi được cả hai cái khớp trên và dưới, thì trong trường đó chúng ta sẽ chụp toàn bộ chiều dài để đánh giá cái sự di lệch hoặc sự xoay. Tại vì sự di lệch
hoặc xoay thì chúng ta phải thấy được cả cấp trên cấp dưới của nó, chúng ta phải đánh giá được. Còn để mà tìm rõ hơn cái vị trí gãy xương thì chúng ta nên là chuẩn cô chú. Còn đối với những đứa trẻ nhỏ thì sao? Đối với những đứa trẻ dưới 2-3 tuổi nó té cái chỉ biết nó đau nó khóc được, nó đau nó khóc mà không biết khám nó đau ở đâu, không biết nó khóc vì cái gì. Ví dụ nó đau cái chân thì nó không chịu sử dụng cái chân đó, nó cứ nhấc cái chân nó đi, mà lúc nó khám biết nó đau đâu, không biết được đau đâu, cái tay cũng vậy. Do đó đối với những đứa trẻ nhỏ dưới 2-3 tuổi, người ta chấp nhận cho chỉ định là gì, chụp tay thẳng nghiêng, nghĩa là nguyên một cái tay và nguyên một cái chân thẳng nghiêng. Và trong những trường đó thì có những cái vị trí mà nó dễ gãy thì chúng ta phải chú ý những vị trí đó. Tôi sẽ nói xong. Vậy bên cạnh đó, đó là X-quang, là cái chỉ định đầu tiên của một cái chấn thương xương ở trẻ cũng giống như người lớn. Rồi các kỹ thuật khác, CT thì sao? CT cũng không phải chỉ định đầu tiên. CT sử dụng trong trường nào, CT khảo sát rất tốt trong trục xương, nhưng CT thì chỉ định trong những cái trường hợp mà gãy xương phức tạp. Cái trường hợp gãy xương phức tạp, những trường hợp chúng ta tìm những cái mảnh xương rời nằm trong khe khớp, xương rời nó nằm trong khe khớp với khe khớp, hoặc tìm những di chứng thì chúng ta cần tới cái CT, chứ còn cái trường hợp ban đầu thì không bao giờ là cái CT. Cái cụm từ, cái cụm từ nó hữu hiệu trong cái phần chấn thương là cái gì? Đương nhiên là mô mềm dây chằng khớp, mô mềm dây chằng khớp là nó hơn hẳn X-quang, X-quang không đánh giá cái đó ha. Còn những cái tổn thương của mô mềm dây chằng khớp đánh giá được. Có những cái gãy xương mà chúng ta không đánh giá được X-quang cũng giống như trên CT rất khó. Ví dụ đó là người ta gọi là những gãy xương mềm, stress fracture. Những cái gãy xương mềm như vậy thì trên X-quang chúng ta rất khó thấy, hoặc chúng ta thấy rất dễ khi nó đã có can xương rồi. Và ngay cả trên CT đó là những đường sản rất mảnh, rất khó thấy, thì cộng hưởng từ nó hữu hiệu hơn chúng ta rất nhiều, phát hiện sớm. Cộng hưởng từ phát hiện không phải phát hiện được những đường gãy xương đâu, mà cộng hưởng từ trong những cái trường gãy xương bệnh này phát hiện sớm là gì? Thì là phù xương quanh cái vị trí cái đường gãy xương đó, hạn xương bị phù lên, chúng ta sẽ thấy được những cái trường hợp đó. Rồi trong những cái trường hợp gãy xương bệnh lý, trong những cái trường hợp gãy xương bệnh lý, nghĩa là xương nó gãy trên nền một cái cấu trúc bất thường của xương, xương đã bị đứt rồi thì nó gãy, thì trong trường đó thì cái cộng hưởng từ có thể giúp cho chúng ta đánh giá thêm bản chất cái tổn thương nền của xương nó là cái gì, chứ còn gãy xương hay không là trên quay. Còn siêu âm thì sao? Siêu âm thì coi được cái mô bệnh, một phần nào mô bệnh, siêu âm có được xương không? Siêu âm đôi khi đánh giá gãy xương tốt hơn là X quang ở vào một số vị trí. Ví dụ như xương sườn, chiếu X quang thì chúng ta nó bị trồng lấp và cái khung sườn nó kéo dài từ trước ra sau. Từ trước bây giờ khi một cái theo dõi gãy xương sườn, chúng ta phải chụp thẳng nghiêm chất, xoay đi xoay lại như đó. Tại vì chúng ta muốn thấy được cái đường gãy xương thì cái đường gãy xương nó phải nằm tiếp tuyến với lại cái trục X chúng ta mới thấy được. Còn, do đó cái gãy xương sườn có nhiều khi rất dễ bỏ sót gãy X quang. Còn ngược lại trên siêu âm, nếu cái gãy xương thì nó bị là cái gì? Nếu gãy xương sẽ nghĩa được là mất liên tục của cái vỏ xương. Cái biểu hiện thứ hai đó là gì? Là một cái tụ máu dưới màng bạch xương. Mà cái tụ máu dưới màng bạch xương thì rất dễ thấy được trên xương đối với những cái đau. Do đó đối với những cái trường hợp ví dụ té, chấn thương thành lực cái thì ta đau, khu trú rõ cái vị trí nào đó ở vùng đau, biểu hiện gãy xương có thể chúng ta không thấy, nhưng mà trong trường hợp để đầu đời xương không khác gì đi theo dọc theo cái khung xương, chúng ta sẽ thấy được là tụ máu dưới màng bạch xương. Chúng ta có thể thấy được mất liên tục của cái vỏ xương. Đó là đánh giá của cái gãy xương trên xương cũng có. Nhưng và tuy nhiên có một số trường hợp, hay một số lần, một số người hơi quá thích về cái vai trò chẩn đoán gãy xương cho xương, cái gì cứ chấn thương theo dõi gãy xương là tại xương đó, tôi sẽ chẩn đoán được tất cả cái trường gãy xương trên xương, lúc đó thì thôi thức chẳng đi, tức là bé vô được cho xương. Thì ở lúc đó thì đừng có than là tại sao là cho xương nhiều quá và những cái xương thay đổi. Rồi cái cơ chế gãy xương thì nó sẽ có nhiều cái khác nhau ha. Cơ chế gãy xương thì nó cái này nó lướt qua thôi. Có thể đối với những đứa nhỏ sơ sinh thì coi chừng nó cái sàn chấn sản quan, và đặc biệt đối với đứa nhỏ sơ sinh, một đứa sinh có gãy xương, một đứa nhỏ sơ sinh có gãy xương thì trong đầu chúng ta đây nghĩ đến hai vấn đề. Cái nhất có phải là sàn chấn sản quan hay không, cái thứ hai là gãy xương thực tế hay không. Tại vì cái điều này nó rất quan trọng, tại vì nó ảnh hưởng tới cái gì? Ảnh hưởng tới vấn đề pháp lý, ảnh hưởng tới vấn đề pháp lý. Sang thứ sản khoa hay là gãy xương bệnh lý, gãy xương bệnh lý đặc biệt của ở sản khoa nhất là ở trẻ sinh thì như là tạo xương bất vàng, tạo xương bất vàng. Rồi nếu gãy xương ở trong năm đầu
một đứa nhỏ trong dưới 1 tuổi hoặc 2 tuổi bị gãy xương, mà gãy xương ở nhiều vị trí, thì trong đầu chúng ta phải nghĩ hai cái giống như trong cái trường hợp là trẻ sơ sinh. Cái này gãy xương bệnh lý trên cái nền vô chấn xương bệnh lý, hay một cái tình trạng nó gọi là child abuse, đó là cái hội chứng trẻ bị hành hạ. Cái hội chứng trẻ bị hành hạ này có thể là chủ ý hoặc là không chủ ý. Ví dụ một đứa nhỏ, người ta bế, người ta lắc, nó khóc, người ta bế, người ta lắc. Mà cái động tác lắc như vậy là một cái chấn xương, nó rất dễ gãy xương và những tổn thương trong nội tạng, rồi xuất huyết trong cột sống. Cái phần sau thì nói, đó là những cái vấn đề cần quan tâm. À, những đứa trẻ đó, X quang ở cho em, cái cấu trúc xương ở cho em nó khác với người lớn là gì? Cấu trúc xương ở cho em, trong xương nó sẽ có hai phần, cái phần là chất căn bản và phần là phần khoáng. Thì đối với trẻ em, cái phần chất căn bản nó nhiều hơn là cái phần khoáng, do đó trên X quang cái độc độ của nó sẽ thấp hơn so với người lớn. Cái thứ hai là cái cấu trúc xương nó sẽ mềm hơn so với người lớn. Do khi một cái chấn thương xương thì cái xương hướng cái xương sẽ bị cong, nó sẽ biến dạng nhiều hơn người lớn. Và trên X quang chấn thương chúng ta chỉ thấy có thể nó sẽ biến dạng cong thôi, chúng ta không thấy được gãy. Còn người lớn gãy là gãy, còn con nít là gì, xương nó mềm nên chấn thương biểu hiện gãy xương nó gì là biến dạng, là dạng cong. Đó là những cái khả năng có thể có ha. Rồi gãy xương mềm cho người lớn, rồi gãy xương bệnh lý đó, cái này rồi những cơ chế gãy xương. Về phân loại thì đối với cái phân loại gãy xương ở trẻ nó hơi khác hơn người lớn, tại vì cấu trúc xương ở trẻ nó cái quan trọng đó là có cái sụn tiếp hợp, và sụn tiếp hợp là cái cấu trúc để làm cho xương phát triển theo chiều dài. Sụn tiếp hợp là cái cấu trúc làm cho xương nó sẽ phát triển, có hai cái thứ nhất là phát triển theo chiều dài và cái thứ hai là phát triển theo chiều ngang. Xương phát triển theo chiều dài là nhờ sụn tiếp hợp, xương phát triển theo chiều ngang và có cái quá trình nó gọi là modeling, là quá trình chỉnh cái hình dạng của xương là nó nhờ những màng ngoài xương, nghĩa là xương phát triển theo chiều dài thì là nhờ cái sụn tiếp hợp, xương phát triển theo chiều ngang là nhờ cái màng ngoài xương. Thì đối với con nít nó còn cái sụn tiếp hợp, do đó nếu tổn thương mà tổn thương gãy xương hoặc chấn thương mà tổn thương tới cái sụn tiếp hợp thì nó có thể để lại những di chứng về phát triển theo chiều dài của cái xương đó. Do đó đối với nít phân loại, người ta phân loại theo gãy xương ở thân xương và hành xương, và gãy xương ở đầu và hành xương. Đầu và hành xương, giữa đầu và hành xương là cái gì? Giữa đầu và hành xương là cái sụn tiếp hợp. Khi tổn thương ở đầu và hành xương thì lúc đó sẽ khả năng có sụn tiếp hợp, thì lúc đó có một bản phân loại chỉ sử dụng ở con nít khi nó còn sụn tiếp hợp, đó là Sander-Harris. Còn đối với gãy thân xương và hành xương thì giống như phân hai dạng là gãy hoàn không hoàn toàn hoặc gãy hoàn toàn, gãy không hoàn toàn hoặc gãy hoàn toàn. Ở con nít thông thường là gãy không hoàn toàn nhiều hơn là gãy hoàn toàn, là vì cái cấu trúc xương còn mềm nên nó có thể gãy không hoàn toàn nhiều hơn. Đối với gãy không hoàn toàn, cái dạng đầu tiên mà chúng ta gặp nhiều nhất nó gọi là gãy đúng. Hoặc đây là những tay của tay bị muốn xài cái gì ra, tại có cái từ là mốt nửa bơm, cái cục bơm nó mềm không, các chị thấy nó xuống đất một cái nó sẹp nó đúng lại, nó sẹp cực kỳ gọn. Mốt nửa bơm là tại sao? Tại vì vậy thì đối với cái xương có rất là mềm, và chúng ta biết một cái là cái đây là cái vùng hành xương và đây là cái vùng thân xương ha, đây là cái vùng hành xương và đây là vùng thân xương. Cái vùng thân xương trên GMP, cái thân xương nó sẽ nhỏ hơn cái hành xương, cái hành xương nó lật ra, nó chuyển qua cái thân xương bắt đầu là nhỏ trở lại. Nếu đứa nhỏ té chống tay xuống theo một cái trục, cái lực theo cái trục dọc của xương, theo cái lực theo cái trục dọc xương, thì nó sẽ có khuynh hướng gì, nó sẽ lồng vào nhau, nó sẽ gãy, nó lồng vào giống như lồng ruột vậy đó ha. Thì nó lồng cái gì, thì cái đoạn nhỏ nè, cái phần nhỏ nè nó sẽ lún vào cái phần to phía dưới, nghĩa là cái phần thành thân xương nó sẽ lún vào cái phần hành xương. Thế người ta gọi gãy lún, người ta gọi gãy lún. Thì cái gãy lún nó sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ở giao điểm của hành và thân xương, dĩ nhiên. Và cái biểu hiện trước giờ chúng ta nói gãy lún là gì? Gãy xương là gì? Gãy xương là đường sáng. Gãy xương là đường sáng. Nhưng trong trường hợp này gãy xương của gãy lún không phải đường sáng mà nó là một đường mờ tăng độc độ. Tại vì sao? Khi hai cái cấu trúc xương nó lún vào nhau thì cái độc độ của nó sẽ cao hơn cái độc độ lân cận nó, nên chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy một cái đường mờ, một cái đường đặc xương nhiều hơn chứ không phải là đường gãy xương. Do đó không phải luôn luôn gãy xương là một đường sáng. Do đó luôn luôn gãy xương không phải một đường sáng. Đó, đây một cái đường mờ đặt cho đúng xương. Hoặc đơn
giản hơn là cái gì, nguyên tắc của nó là cái cấu trúc của vỏ xương luôn luôn là sẽ trơn láng, nó cong đều. Vỏ xương sẽ luôn luôn trơn láng và cong đều. Nếu nó chỉ cần gập góc vỏ xương thôi, chúng ta không thấy được đường gãy xương, chúng ta không thấy được đường nặng sáng, nhưng chúng ta chỉ thấy là gập góc mất liên tục, gập góc của vỏ xương là gãy xương. À, ví dụ cái này trên hình thẳng này, trên hình thẳng này chúng ta thấy được một cái đường mờ rồi chắc chắn là gãy xương rồi, nhưng trên hình nghiêng chúng ta thấy gập góc. Và đôi khi những cái gãy xương này chúng ta chỉ thấy được trên một chiều thế mà thôi, cái hẳn chúng ta thấy cái nghiêng chúng ta không thấy, hoặc ngược lại cái nghiêng thấy là cái hẳn chúng ta không thấy. Do đó đối với chấn thương xương thì luôn luôn cố gắng chụp ở hai tư thế vuông góc với nhau, ở hai tư thế vuông góc với nhau trừ một số giờ làm việc. Nếu trường hợp này các chị thấy được cái gì trên cái phim này, trên cái phim này một cái cổ tay mình gọi là thẳng nghiêng, một cái cổ tay mình gọi là thẳng nghiêng, đây là cái phim thẳng ha. Đây là phim nghiêng. Nếu hai cái phim này, cái phim mà dễ dùng đoán hơn chính là cái phim nghiêng, là tại vì sao, đây là cái đầu dưới của xương quai đỉnh dưới hơn, chúng ta thấy nó gập góc, cái chỗ này bị gập góc, cái chỗ này bị gập góc. Bình thường không có cái vỏ xương nào nó gập góc được như thế này, vỏ xương bên trên chưa gắn đều, thì đây chính là vị trí gãy xương. Chúng ta nhìn qua bên cái xương, cái hình thẳng thì chúng ta thấy hai cái chỗ này sao, nó hơi phình ra. Và nếu chi tiết hơn chút xíu nữa, thì các chị ngồi, các chị nhìn kỹ những cái cấu trúc nó gọi là cái bè xương, những cái cấu trúc gọi là cái bè xương chính là cái phần xương sống. Thì bình thường những cái bè xương nó phải chạy rất là đều, rất là mỏng mai và liên tục, thì trong trường này nếu nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy được những cái bè xương nó bị biến dạng hơi sau kia. Đó là những cái cấu trúc rất là chi tiết, đặc biệt ở người lớn. Nếu các chị coi ở gãy cổ xương đùi, gãy cổ xương đùi nhiều khi chúng ta không thấy được gãy đâu, mà chúng ta thấy gì, chúng ta thấy là các cấu trúc bè xương ở vùng cổ xương đùi chúng ta không thấy được gãy, thì đó là gãy xương. Đó, cái trường hợp này đây là nó là gập góc ha, gãy xương ngay cái vị trí này, đây vị trí gãy xương. Còn cái cổ tay này các chị thấy gì bất thường, cái cổ tay này các chị thấy gì bất thường, đây cái kim thẳng hầu như bình thường, thấy gì đấy ha. Nhưng mà nếu trên phim nghiêng chúng ta nhìn kỹ đấy thì cũng là bờ sau của cái đầu dưới xương quai, vị trí này nó bị gập góc. Và chúng ta chỉ thấy được trên một tư thế mà thôi. Do đó quay lại cái kỹ thuật chụp, cái kỹ thuật chụp đối với cổ tay, thì đối với cái cổ tay, một trong những cái quan đầu tiên là cái chiều thế chụp phải chọn. Và các anh chị đã biết thế nào là chiều thế chụp chọn đối với từng cái xương một, đối với từng kỹ thuật chụp một. Đối với cái cổ tay, nếu các anh chị chụp cổ tay thẳng nghiêng ha, thì cái chiều thế chọn của nó gì, là cổ tay thẳng là bàn tay ngửa, không phải là sao đây. À, đối với cẳng tay của bạn nha, cẳng tay hoặc cổ tay thẳng là bàn tay phải ngửa và thẳng xuống, không có sấp. Tại vì nếu mà sấp một cái thì hai cái đầu trên của xương cẳng tay, cẳng tay nó sẽ xoắn, nó chồng lên nhau, chúng ta đánh giá được. Đối với khuỷu cũng vậy, cái khuỷu thẳng là bàn tay phải ngửa, cẳng tay thẳng bàn tay ngửa, cổ tay thẳng bàn tay ngửa. Rồi cái nghiêng thì sao, cái nghiêng đối với cái cẳng tay, cổ tay và khuỷu tay nghiêng thì bạn là gập góc để ngang vai và gập góc 90 độ, cẳng tay, khuỷu tay và cổ tay cũng vậy, chứ không phải là thẳng như vậy là nghiêng này. À, không chấp nhận cái tim thẳng là như thế này rồi muốn nghiêng không, rồi cho xoay nghiêng cả, đó là sai chuyện đấy. Và cái khuỷu nghiêng, nếu khuỷu nghiêng thì cái tim trung tâm sẽ để ngay cái khuỷu. Nếu cái cẳng tay kia thì tiêu trung tâm để ở ngay giữa cẳng tay, cái cổ tay thì tiêu trung tâm để ở ngay cổ tay. Và nghiêng là gập góc như thế này và bàn tay sẽ vuông góc với mặt bàn và đang sấp. Thế mới được, bàn tay vuông góc với mặt bàn, bàn tay vuông góc cái xếp chứ bàn đang sấp, đó là cái nghiêng. Nhưng đối với cái cổ tay, nhưng nếu các chị chụp một cái cổ tay nghiêng hoàn toàn thì chuyện gì xảy ra? Thì lúc đó hai cái xương chồng nhau, hai cái xương chồng nhau giống như trường hợp này, thì chúng ta có dễ đánh giá không? Có đánh giá thì hai xương rồi. Trong khi nếu ngược lại cái hình này, cái cổ tay nghiêng, cái cổ tay cái chị hơi anh giang cái chị cho cái bàn tay đừng vuông góc hoàn toàn, hơi chết chút xíu. Khi hơi chết chút xíu như vậy thì những cái bờ xương này sẽ tách ra, những cái bờ xương tách ra, không hai cái xương này không hoàn toàn chồng với nhau, thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn là cái vị trí nếu có cái gập góc của vỏ xương. Nếu gãy xương rõ ràng rồi thì không nói gì hết. Trong những trường hợp ví dụ khó như trường hợp này, thì nếu mà hai cái xương nó chồng nhau, ví dụ trường hợp này,
hai cái sự chồng nhau vậy á, và chúng ta không nhìn kỹ chúng ta sẽ bỏ sót cái nghĩa sự kiện như đó. Đối với cổ tay và con đít, nếu chụp thì các chị hơi nghiêm xíu. Nếu chụp có gãy xương rồi, có gãy xương rồi thì nhả kết quả cho bác sĩ. Đôi khi nếu cái gãy xương này, nếu cái gãy xương này nó có gây ra di lệch, nếu có gây ra di lệch thì lúc đó lâm sàng thì đang cần đánh giá cái độ di lệch, cái góc di lệch bao nhiêu, thì lúc đó người ta yêu cầu làm gì, lúc đó chúng ta chụp lại một cái phim chuẩn tư thế nghiêng hoàn toàn để người ta đo cái độ động tác, độ di lệch của cái xương đó. Còn đối với ngay giai đoạn đầu để chẩn đoán thì chúng ta chụp hơi nghiêng chút xíu, các bạn mình sẽ để cho thấy rõ hơn. Rồi ví dụ quay lại một đứa nhỏ ha, đau cái tay, người ta cho chụp cái tay thẳng nghiêng, người ta đau cái tay cho chụp cái tay thẳng nghiêng để tìm cái tổn thương. Trong trường này cái đứa thứ hai đúng không, nó không biết nó đau đâu hết, nó chỉ là nó đau cái tóc thôi, người ta chụp cái tay thẳng nghiêng. Nếu chụp cái tay thẳng nghiêng thì cũng nhớ dùng cái tay thẳng cũng là bàn tay vừa lấy trên xuống dưới, và cái nghiêng luôn cố gắng là chậm lại, chứ không phải thẳng là thế này và nghiêng là như này tiếp. Và các chị làm với cách không để ý là vì sử dụng là như vậy. Tay thẳng, đây là tay cạnh, đây là tay thẳng, thẳng để ngang, thẳng rồi nghiêng, rồi nó nghiêng, không đánh giá gì hết ha. Và quan trọng là cái quỷ luôn luôn phải giảm bằng. Rồi đối với một cái đứa nhỏ như vậy, một đứa nhỏ vậy, khi mà nó bị đau chấn thương vậy thì biết chỗ nào là tìm, chụp nguyên cái cánh tay như vậy, biết chỗ nào là tìm. Thì những cái chỗ chúng ta phải tìm là cái gì? Một trong những chỗ đầu tiên phải nhìn là gì? Một trong những chỗ đầu tiên là cái xương đòn. Cái xương đòn mà con đít rất là dễ gãy. Và gãy xương đòn cái là đau nguyên cánh tay không chịu, nói năng không chịu làm gì hết. Nhưng mà khám lâm sàng không kỹ là cũng coi như chấn thương tay, chấn thương tay thẳng nghiêng cho đó đầu tiên. Khi mà chụp thương cái tay thẳng nghiêng ở một đứa nhỏ thì phải coi được xương đòn. Cái thứ hai, cái vị trí dễ gãy của nó là gì? Vị trí dễ ở cái xương cánh tay của đít là gì? Là đầu dưới hai xương cánh tay và cái vùng quỷ. Cái đầu dưới hai xương cánh tay và vùng quỷ đặc biệt là trên hai đầu cầu. Do đó trong những trường hợp một đứa nhỏ dưới 2 tuổi ha, mà cho hoặc 3 tuổi người ta cho chụp nguyên cánh tay thẳng nghiêng thì cái vị trí chúng ta cần nhìn kỹ là gì? Đầu tiên nhìn cái xương đòn, có gãy xương đòn không ra. Rồi đầu dưới hai xương cánh tay và cái vùng vị trí vùng quỷ thì đặc biệt là cái vùng trên hai đầu cầu. Ví dụ trong trường này người ta chụp được vậy ha, nhìn kỹ lại xíu, nhìn vô hai cái cổ tay mình thấy cái gì cũng được, cái vị trí cổ tay thấy gì cũng được, gãy chưa? Gãy ha. Ví dụ mình coi cái đầu dưới của cái xương quay, các chị thấy chỗ này không ha, hơi phình ra và chúng ta nhìn kỹ lên chút xíu nữa thì chúng ta thấy được những cái bè xương ra đi rất là thẳng đều tới cái vị trí đó, bè xương nó cong một cái, cái bè xương đang đi, nó đang đi thẳng rất là đều ha, tới vị trí bè xương nó cong một cái hoặc là gãy xương, và cái bờ xương cũng gãy bất thường ha, đây vị trí này, và thậm chí ngay cái đầu dưới xương chuột này nó cũng bị gãy, đây là gập góc, chỉ cần gập góc chút xíu như vậy thôi nó là gãy rồi ha, nghĩa là trong trường này nó là gãy đầu dưới hai xương cánh tay, và những cái gãy xương này rất dễ bỏ sót và không nên. Rồi tương tác đối với cái chân cũng vậy. Đối với chân cũng vậy, và trong trường này nó cũng là trong cái nhóm là nghĩa đúng ha. Đối với chân, một đứa nhỏ té cái nó bị đau, nó đau không biết nó đau ở đâu hết, thì cái vị trí thường bị nhất là gì, là hai xương cánh tay phía dưới này, cái xương đùi mà gãy xương đùi thì khó lắm, mà gãy xương đùi cái rất là nặng ha. Giờ thông thường thì nó sẽ bị là cái vị trí của cái cổ chân hoặc xương cánh chân ha, nhìn xuống cái cổ chân chúng ta thấy cái gì, gãy đầu dưới hai xương ha, và cũng là gãy luôn, và cái trên cái viêm thẳng chúng ta thấy là một cái đường mờ chứ không phải là một cái đường sáng gãy xương. Do gãy xương có thể là một cái đường mờ, có thể là một đường sáng, chứ phải luôn luôn gãy xương là một đường sáng bất thường. Rồi cái cổ chân này các chị thấy gì bất thường? Cái cổ chân này một cái thẳng là cái nghiêng ha, cái thẳng hầu như chúng ta thấy, và cái nghiêng thấy các chị thấy cái vị trí nào? Bờ trước của đầu dưới xương chày, nó gập góc là gãy xương, là gãy xương rồi nhé. Đó là gì? Trong khi nhóm gãy cũng là toàn gãy đúng. Rồi gãy nào đây? Gãy nào đây là gì? Hồi nãy nó cái gì đây? Là gãy vì cái cấu trúc xương của con đít còn rất là mềm, do đó khi nó gãy nó có thể chỉ là biến dạng thôi chứ không phải mất liên tục. Nó chỉ biến dạng cong chứ không thấy được cái sự mất liên tục. Tại vì định nghĩa gãy xương là gì? Định nghĩa gãy xương là sự mất liên tục của vỏ xương. Định nghĩa của gãy xương là sự mất liên tục của vỏ xương, và cái định nghĩa này sẽ đúng với ở người lớn. Và ở con đít có những cái dạng gãy xương nó không đúng với định nghĩa đó. Ví dụ ở đây là cái
kể tại mình. Và vì cái cấu trúc xương nó còn rất là mềm, nên khi nó gãy nó bị chấn thương, nó chỉ bị cong thôi. Khi mà cái xương này nó bị cong, chúng ta không thấy được đường gãy. Nhưng thực tế ở cái bờ này, cái bờ cong này, vô số những cái đường gãy rất là nhỏ. Đó là vô số những đường gãy rất là nhỏ, sau đó nó sẽ can xương. Và cái gãy tạo hình này thường gặp ở đâu? Gãy tạo hình này thường gặp ở những cái vị trí có hai xương, ở vị trí ví dụ hai xương cẳng tay, ví dụ hai xương cẳng chân. Nếu gãy một xương thì phải coi cái xương kế của nó có bị gãy hay không. Cái xương kế nó có thể bị gãy cái dạng gì, dạng gãy hoàn toàn, dạng không hoàn toàn, hoặc đặc biệt là cái dạng gãy tạo hình. Gãy tạo hình này thường gặp nếu ví dụ ở cái xương chạy nó bị gãy một phần ba giữa xương chạy thì thông thường sẽ kết hợp với gãy tạo hình ở xương hai. Xương cẳng tay nếu gãy một phần ba giữa của xương trụ thì coi chừng sẽ kết hợp với gãy tạo hình của xương quai. Lúc đó cái xương nó sẽ bị không phải nó mất liên tục mà chúng ta chỉ thấy là cái hình ảnh cong mà thôi. Đó là gãy tạo hình. Ví dụ trường này các chị thấy gì? Đây là cái cẳng tay nghiêng, đây là cái cẳng tay thẳng, đây là cái đốt trục để đối xứng để so sánh. Các chị thấy gì? Cái này đây là cái thẳng và nghiêng của một bên. Khi mà cái thẳng một bên, nghiêng một bên này thì chúng ta thấy được cái gì? Hai cái xương này trên cái phim nghiêng đó nó đều. Nhưng mà trên cái phim thẳng sao? Các chị thấy cái xương chuột nó cong không? Trên cái phim thẳng này cái xương chuột nó cong thì chúng ta là cặp cũng đẹp ra cái xương chuột nó cong. Coi chừng cái tạo hình này không? Chụp so sánh. Thì đây là cái xương chuột bên đối bên. Đây là cái xương chuột bên tổn thương. Chúng ta thấy cái xương chuột này sao? Nó cong. Khi mà chúng so sánh thì chúng ta thấy được hai cái phim đó ở cùng chiều thế giống nhau. Ví dụ trên phim này cái cẳng tay bên này tôi thấy là coi chừng gãy biến gãy tạo hình của cái xương trụ. Tôi thấy chính cái phim thẳng nó cong như vậy. Thì khi tôi chụp so sánh đối bên thì tôi sẽ chụp lại cái phim cái cánh tay đó, cái cẳng tay đó thẳng và cái cẳng tay đối bên thẳng ở cùng chiều thế mình vậy luôn. Thì so sánh mà so sánh thì chúng ta chụp ở cùng chiều thế. Do đó trên cái phim này cái bên đối bên so sánh chúng ta thấy cái xương trụ nó thẳng, còn bên này vẫn thấy là cái phim xương trụ nó bị cong. Thì đây là cái tạo hình nó một vài xương trụ. Do đó một trong những cái chỉ định mà chụp so sánh đối bên này là cái tạo hình chứ không phải tất cả những. Và hạn chế cái chụp so sánh là vì sao? Chụp so sánh ví dụ chỉ gãy ở đầu xương chúng ta thấy thì chúng ta thấy một cái mảng xương nào ở cùng đầu xương thôi, chúng ta sợ là gãy. Chúng ta chụp bên đối bên so sánh thì coi chừng bên kia nó cũng có, là tại vì sao? Là những cái nhân tố hóa phụ hoặc bên kia nó không có. Những cái nhân tố hóa phụ không phải luôn luôn nó sẽ đối xứng cả hai bên với nhau. Đó là một trong những cái chỉ định chụp đối để so sánh là người ta hạn chế rất nhiều lần. Thì một trong phần còn mà đó là khi chúng ta nghĩ đến một cái gãy tạo hình. Rồi chờ mà các chị thấy gãy một vai giữa của xương chày ha và cái xương má nó bị cong. Thì đây là gãy xương chày kèm theo gãy tạo hình của xương má. Rồi gãy cành tươi. Gãy cành tươi là gì? Khi một cái cành cây nó còn tươi các chị bạn, các có bao giờ các chị bạn gãy gãy rất là được không? Không, tại vì nó còn vàng. Ngược lại cành cây khô, bạn cái là gãy. Thì hai cái giống như xương con nít hoặc xương người lớn cũng vậy. Xương con nít gãy nó sẽ gãy không hoàn toàn, nó sẽ gãy một bờ thôi. Nó sẽ gãy một bờ thôi thì nó gọi là gãy cành tươi. Còn người lớn té nó chấn thương cái thì nó gãy luôn. Tại vì nó gãy liên tục không? Đó, ví dụ gãy cành tươi. Và gãy cành tươi nó xảy ra đâu? Gãy cành tươi nó xảy ra vùng thân xương. Hồi nãy mình nói là cái gãy lún và gãy ra ở giao điểm giữa thành xương và thân xương. Còn gãy cành tươi thì nó sẽ gãy ở cái vùng thân xương, nó gãy một bờ thôi. Đó là gãy cành tươi. À, ví dụ gãy ở đây là gãy cành tươi. Đây, cái trường này các chị thấy gì bất thường? Một cái cẳng tay nghiêng, một cái cẳng tay nghiêng. Thì cho đến thời điểm này thì tôi nói là gì? Tôi thấy được cái gãy cành tươi ở một ba giữa của xương trụ, gãy cành tươi ở một ba giữa xương trụ. Và kèm theo cái gì nữa? Nếu các anh chị thấy gãy một vùng ba trên
và một hoặc một ba triệu sinh trùng trên cái viên cạnh tay để luôn luôn đi tìm được thôi cái đầu trên của xương khoai đó nó đi về đâu, cái đầu trên xương khoai nó đi về đâu. Tại vì khi mà gãy một phần ba trên hoặc một phần ba triệu sinh trùng thì có thể kèm theo với chấn thương quay từ trên, thì trong giờ này người ta gọi là gãy Mokashia. Và cái gãy Mokashia đó nghĩa là gãy xương trùng kèm theo chấn đầu trên xương quay, thì người ta phải nán trước khi người ta bỏ bộ. Nếu không nán mà đang bỏ bộ thì sao? Thì cái xương này là lành nhưng mà cái khớp này là cứng. Cái xương này là lành, cho nên phải đánh giá xem. Và cái đánh giá như thế nào thì chúng ta sẽ có cái này để nói các chị trong trường này là bạn gợi ý để một cách gian. Ví dụ ha, rồi gãy cánh tươi một ba dưới hai xương cẳng tay là gãy cánh tươi đó. Rồi gãy xương thấp. Gãy xương thấp là một trong những cái gãy rất khó chẩn đoán ở Hồng Đức, và đặc biệt gãy ở đâu? Gãy ở xương chẳng. Nó ở cái nhóm tuổi nào? Đứa nhỏ khoảng chừng 17 tháng. 17 tháng hoặc khoảng chừng 2 tuổi trở lên, 3 tuổi. Những cái đứa, đặc biệt những đứa nhỏ mới bắt đầu tập đi, nó tính chậm chừng, nó đi được rồi, bắt đầu chạy nhanh nhanh xíu rồi. Nó đi được rồi, nó chạy nhanh rồi, và cái tuổi đó không sợ trời, sợ đất, nó không sợ cái gì hết. Nó là một, và nó gặp cái gì được đá. Gặp chân bàn nó đá, gặp chân ghế nó đá, gặp cái gì đó, đá xong nó đau nó hấp. Nó không đi nữa. Nó sẽ đau cái chân mà nó sẽ không đi nữa, nó không đi được, cứ thấp thôi, là gặp cái gì cũng đá. Lúc đó người ta đã gặp cái chấn thương thì nó chụp x-quang thì chúng ta đi tìm nếu để xương rõ ràng thôi ha. Nhưng mà thông thường những trường hợp chấn thương thì cái đá vậy, cái lực nó không mạnh, mà cái lực nó không mạnh thì cái gãy xương nó không biến dạng đủ để chúng ta thấy được rõ ràng cái x-quang, thì lúc đó sẽ có cái dạng gọi gãy sợi tóc. Gãy sợi tóc là một cái đường gãy rất mạnh ở vùng mỏ xương chạy xéo. Ví dụ một cái đường rất mạnh ở đây, cái đường gãy sợi tóc này có thể thấy trên phim thẳng và phim nghiêng, hoặc chỉ thấy trên phim thẳng hoặc phim nghiêng, chứ không phải bắt buộc luôn thấy trên cả hai phim. Do đó chúng ta phải chọn hai để vuông góc với nhau, và cái dạng gãy sợi tóc này rất dễ bỏ sót. Và một đứa nhỏ vô chụp cái phim đầu tiên chúng ta nhìn kỹ lắm rồi, nhìn kỹ lắm rồi chúng ta vẫn không thấy được cái đường gãy, nhưng mà vẫn đau. Nếu vẫn nghĩ là một cái chấn thương ha, có thể là cố định một tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu cái thời điểm một tuần sau chúng ta chụp kiểm tra thì chúng ta sẽ thấy được cái gì? Một tuần sau chúng ta chụp kiểm tra ngay cái xương đó thì chúng ta sẽ thấy được cái đường gãy xương nó rõ hơn. Tại vì khi có một cái chấn thương xương, cái gãy xương thì cái vị trí chấn thương đó là một cái phần viêm thì lúc đó máu tới nhiều thì nó sẽ hấp thu xương, hấp thu canxi. Mà khi hấp thu canxi của xương ra thì cái vị trí xương đó nó sẽ loãng hơn và cái đường gãy xương nó sẽ hiện rõ hơn. Nghĩa là một tuần sau chúng ta chụp lại, chúng ta sẽ thấy được cái đường gãy xương. Hai tuần sau chúng ta chụp lại thì chúng ta thấy bắt đầu có hiện gãy xương. Do đó nếu một đứa nhỏ theo dõi cái chấn thương của cái gãy xương tóc trên cái phim đầu tiên chúng ta có thể không thấy được. Đặc biệt lúc qua chúng ta không thấy được, chúng ta tìm kỹ lắm rồi chúng ta có thể không thấy, nhưng một tuần sau chụp lại chúng ta thấy. Đó là điều bình thường. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng là khi chúng ta không thấy hơn cả nó bỏ qua. Chúng ta đi nhìn kỹ cái kim cầu, đi nhìn kỹ trên cái đạn. Rồi một tuần sau chúng ta có thể thấy. Và nếu trường hợp này xảy ra, có nguy cơ là gì? Nguy cơ là người ta đi kịp. Tại sao tổ chức bác sĩ không thấy? Tại sao được bây giờ bác sĩ thấy? Người ta sẽ đi kịp. Mà người ta đi kịp, mình có cơ sở nói chuyện gì đây? Tại vì cái bản chất của con nít là bằng kỹ xương sợi tóc nó là như vậy. Hình ảnh đầu tiên tôi không thấy, tại vì cấu trúc xương của con nít có mỏng, từ kỹ xương quá thẳng, không hiểu, không thể thấy trên x-quang. Trên trong sách người ta có một cái từ gọi là kỹ xương mù, nhưng mà mình bị mù mình không thấy được. Kỹ xương mù thì không thấy, mù là không thấy. Đó là tay cũng có và Mỹ cũng có, là những cái trường hợp sẽ rơi vào cái trường hợp kỹ xương mù do cái gãy xương đầu tiên, giai đoạn đầu tiên tôi có thể không thấy, một tuần sau tôi có thể thấy với điều kiện, với trong trường hợp ví dụ như gãy xương chặt sợi tóc như thế này. Rồi ví dụ trường này các chị sẽ thấy một cái đường rất là mạnh ở cái vùng xương chảy ha. Và đó ví dụ những cái hình này được những cái đường gãy xương rất là mạnh, các anh chị sẽ để gửi cái bài các chị sẽ thấy rõ hơn ha. Ngay giữa cũng ba giữa của xương xương chảy, những cái đường gãy xương nó xâm cái gãy xương chặt sợi tóc này thường gặp nhiều nhất ở xương chảy, vì sao? Cái tuổi nó đi và nó đã cái gì cũng đã hết cái xương chảy kìa. Đó, cái này một đường nó còn mạnh ở phía dưới này, cái đường nó mạnh rồi
Còn gãy hoàn toàn, gãy hoàn toàn thì cũng không khác gì ở người lớn ha. Gãy xương hoàn toàn thì ngồi ở đây thì gãy hoàn toàn đó nó có thể gãy xoắn bị ngang bị chéo hoặc di lầm hoặc có mảnh xương rời, quan trọng là có mảnh xương rời hay không, rồi có thể gãy hở, rồi những tổn thương cố động là khác như các này, ví dụ đây là gãy hoàn toàn của cái vùng ba trên của cái xương mát đó, gãy xương mát ha. Rồi có thể gãy kết hợp. Rồi đối với cái gãy xương ở trang, đối với gãy xương ở trang, nếu một cái gãy hoàn toàn thì người ta có cố gắng thì là nắng cho nó rộng không? Không. Tại vì đối với hệ xương ở trang nó có một cái đặc điểm là cái khả năng tự chỉnh của hệ xương rất là tốt, khả năng tự chỉnh nó gãy nó biến dạng gì đó, nó tạo một cái cục gan xương rất lớn, sau đó cái khả năng tự chỉnh nó sẽ tạo nó chỉnh lại thành cái xương hoàn chỉnh. Sau đó nếu một cái gãy xương nó có gì đó mà lâm sàng cố gắng kéo cho nó thẳng ra, mà khi mà kéo cho nó thẳng ra thì sao, thì hai cái đầu xương hơi gần nhau xíu, hai cái đoạn mà gãy hơi gần hơn, mà khi mà hai đoạn gãy hơi xa nhau xíu thì là vô tình tạo một cái tình trạng gì, là kéo dài chi, là coi như là khuyến mãi cho nó nhỏ, cái chân nó sẽ dài hơn trên kia xíu. Ở tại vì những ở người lớn mà vì ai mà vô tình không may mắn là bị hơi đụng á, thì người ta chỉ đi kéo chân, người ta kéo chân là người ta cưa xương dưới và ngoài xương, người ta kéo từ từ kéo ra á, để cho xương dài ra đó, cái kỹ thuật người ta kéo dài chi. Thì trong những thứ nhỏ này nếu mà chỉnh nó bị gãy, cái gì gãy xương đùi hoặc xương cản chân, mà người ta cố gắng người ta chỉnh cho hai cái xương thật thẳng nhau, mà hai xương thật thẳng nhau thì lúc mà hai cái đầu gãy xương đi giống này, mà hai cái đầu gãy xương nó hơi thở nhau thì là cái chân của nó sẽ dài hơn cái chân người kia, là nó sẽ bị tổng hợp. Do đó đối với gãy xương ở trên không bao giờ người ta cố gắng chỉnh kéo để cho nó làm để cho cái trục của nó thẳng một cách hoàn toàn lúc đó, và vì cái hậu quả nó sẽ dài chi hơn người kia, và cái thứ hai là cái khả năng chỉnh tự chỉnh của con đít rất là tốt. Cái tiếp theo là cái vùng gãy ở đầu xương hàm xương, thì cái này chỉ ở con đít khó hơn, ở người lớn không có. Thì quay lại cái phần cấu trúc của cái vùng đầu xương và hàm xương, thì trên cái hình này các chị thấy cái phần tím là gì, cái phần tím là phần sụn. Thì cái phần sụn này, cái phần màu vàng vàng này là cái phần xương đã khúc hóa ha. Thì cái phần vàng này là xương đã khúc hóa, thì cái phần vàng này chỉ là phần hàm xương. Cái phần tím phía trên này, cái phần tím phía trên này nó là sụn của đầu xương, sụn của đầu xương. Cái phần tím ở giữa này nó là sụn tiếp hậu, nghĩa là từ trên X quang chúng ta thấy được cái vị trí cốt hóa của cái đầu xương tới cái vị trí hàm xương, đây là chúng ta gọi chung nó là sụn tiếp hợp. Nhưng thực tế nó sẽ có hai phần sụn, một cái là của sụn tiếp hợp làm cho xương dài ra hay chiều dài, một phần phía trên nó là sụn của cái đầu xương. Rồi riêng về cái phần sụn tiếp hợp này, cấu trúc của nó sẽ có năm lớp từ phần đầu xương cho tới hàm xương, từ đầu đến hàm xương có 5 lớp. Cái lớp đầu tiên đó là lớp nguyên bào sụn, lớp thứ hai của nó là những cái tế bào nguyên bào sụn này, nó sắp xếp thành hàng dọc, xếp hàng và nó phân chia. Cái lớp thứ ba là những cái tế bào sụn có tính phân chia rồi, nó sẽ phì đạn lên và nó sẽ tạo ra cái chất cân bằng sụn, trên nền chất cân bằng sụn này những cái mạch máu từ vùng hàm xương này, nhưng mà nó sẽ đi lên, nó mang theo những cái hủy cốt bào ha, và những cái tạp cốt bào mang theo hủy cốt bào hủy xương vị trí này, và tóc những cái tạp cốt bào nó tóc vô trên cái khung của cái chất cân bằng sụn, nó sẽ tạp xương, do đó cái xương nó sẽ chuyển theo chiều dài. Và cái phần quan trọng của cái sụn tăng trưởng là gì, là cái vị trí của những cái nguyên bào sụn nó nằm sát ở cái phần đầu xương. Cái phần vị trí của nguyên bào sụn nằm sát ở cái vùng đầu xương. Nếu tổn thương ở vùng này có để lại di chứng không? Không sao hết. Nếu tổn thương ở những cái nguyên bào sụn, cái đám tế bào nguyên bào sụn này chết thì những cái phần này sẽ không phát triển. Mà nguyên cái phần này không phát triển thì cái xương, cái vị trí xương nó không dài được. Đó là đó. Và cái tưới máu của nó, cái tưới máu của cái phần nguyên bào sụn này, nó được tưới máu từ những cái nhánh từ đầu xương đi xuống. Và những cái nhánh mạch máu đi từ đầu xương đi xuống, nó tưới máu cho phần nguyên bào sụn này, người ta gọi là những cái nhánh tiểu động mạch tập.
tập là sao? Một nhánh đi xuống nó chỉ cấp máu cái thằng này thôi, nhánh này xuống nó cấp máu cái vùng này thôi. Hai giữa hai vùng này nó không có cái nhánh collateral với nhau, nó không có nhánh collateral với nhau. Do đó nếu một hai nhánh này chết, hai nhánh này, ví dụ hai nhánh này chết thì người nam này chết, nó không có cái sự cấp máu thông thương từ bên này qua. À, do đó ví dụ chấn thương tức mấy nhánh sọc máu từ vị trí này thì nguyên cái phần sụn tiếp vào chỗ này, cái phần nguyên vào sụn phần này sẽ chết vì nó không có cái nhánh collateral từ bên này qua. Đó là cái cấu trúc của nó rồi. Rồi đối với cái gãy xương ở vùng đầu và hàm dương vật thì người ta đưa ra cái bảo tôi là Santeris. Santeris chỉ sử dụng ở cái xương ở tre khi nó còn sự tiếp tục mà thôi. Thì cái Santeris này nó sẽ chia làm 5 loại. Đây là bình thường ha, bình thường chúng ta thấy được cái sự tiếp tục. Loại 1 là gì? Loại 1 là nó gãy ngang qua cái phần sụn tiếp tục. Loại 1 gãy ngang. Loại 2 là gì? Nó gãy thành xương và sụn tiếp tục. Cái đường màu đỏ là cái đường gãy xương ha. Loại 2 là hành xương và sụn tiếp tục. Loại 3 là đầu xương và sụn tiếp tục. Loại 3 là đầu xương và sụn tiếp tục. Loại 4 cả trên xương dưới luôn. Hành xương, sụn tiếp tục, đầu xương. Loại 5 là gì? Loại 5 là gãy xẹp sụn tiếp tục. Loại 5 là gãy xẹp sụn tiếp tục. Nhớ cái này là 5 loại. Và khi có cái tổn thương sụn tiếp tục này thì tùy theo loại nó sẽ có những biến chứng thế nào. Về đầu tiên ta đi cái loại 1. Cái xương loại 1 thì người ta gọi là cái lành tính. Tại sao lành tính? Tại vì lúc đó nó gãy nó băng qua cái vị trí là cái vị trí cái đám tế bào sụn phì đạt và tạo ra cái chất thành phần sụn thì nó gãy ngang qua vị trí này. Nó gãy ngang vị trí này thì lúc đó cái phần nguyên bào sụn này nó không bị tổn thương, do đó nó gãy lành tính. Và chẩn đoán qua cái này được không? Rất khó. Và trên cái tiếp một này, thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái phần cái khe sụn tiếp hợp thì nó há rộng ra chút xíu, nó há rộng nha. Ở đây chúng ta ở cái tiếp một và tiếp năm nó khác biệt hoàn toàn. Tiếp một là nó há rộng ra, khi tiếp một há rộng ra. Trong trường này đôi khi chúng ta sẽ cần chụp một cái kim đối bên để so sánh. Sau khi chấn thương, ví dụ trường này cái cổ tay thẳng chúng ta thấy gì có tự không? Không, cái cổ tay nghiêng chúng ta thấy tự nhiên cái sụn tiếp hợp ở bờ sau của đầu dưới xương quay này, nó há rộng này. Thì thường nó hẹp hẹp vậy thôi. Từ này chỗ này há rộng ra thì đây là gãy Santeris 1. Đó là gãy Santeris 1 của đầu dưới xương quay, gãy Santeris 1 thì đó là lành tính. Đó. Các chị thấy ha, nó há rộng ra hơn. Cái này rộng hơn một xíu thì nó chỉ như vậy thôi. Đó là gãy Santeris 1. Rồi, Santeris 1. Rồi Santeris 2. Santeris 2 là nó đi từ đâu? Santeris 2 nó đi từ hàng xương xuống sụn tiếp hợp. Từ hàng xương xuống sụn tiếp hợp. Mà khi từ hàng xương xuống sụn tiếp hợp thì cái vị trí gãy tổn thương sụn tiếp hợp nó vẫn là vị trí ở những tế bào sụn phì đạt này, nó không có tổn thương với cái nguyên bào sụn, do đó cái sân hai sẽ không, nó cũng là một cái gãy lành tính, nó sẽ không để lại cái di chứng. Ví dụ rồi điển hình đi từ hàng xương xuống băng qua ngang ngay qua sụn tiếp hợp trên CT ha, một đứa trẻ X quang và CT đó luôn, các chị thấy được gãy xương đi từ đây xuống và đi ngang qua đây ha. Chúng ta thấy cái sụn tiếp hợp này nó rộng ra, nó rộng hơn bình thường. Đó là xe thứ hai. Rồi xe thứ hai ở vị trí cái đầu gần của đốt gần để xe thứ hai. Đó, điển hình của cái xe thứ hai. Xe thứ hai đó. Rồi qua xe thứ ba. Xe thứ ba thì đi từ đâu? Xe thứ ba nó đi từ đầu xương xuống sụn tiếp hợp thì cái đường gãy xương nó sẽ đi như thế này. Mà cái đường gãy xương đi thế này thì cái đám nguyên bào sụn nó nằm ở sát cái đầu xương mà. Cái đám nguyên bào sụn nằm sát đầu xương đây, đám nguyên bào sụn nằm đây thì cái đường gãy xương nó sẽ đi ngang qua sụn tiếp hợp, đang ngang qua đám nguyên bào sụn. Và cái đường gãy xương đi ngang qua đám nguyên bào sụn thì cái nguy cơ nó sẽ có, là tại vì sao? Nguy cơ lúc này là cái đám cái nguyên bào sụn ở vị trí này nó sẽ chết, cái nguyên bào sụn ở vị trí này chết thì đây là cái center tiếp ba, đó là cái center tiếp ba. Rồi center tiếp ba ha, các chị vị trí này các chị thấy trên cái CT thấy rất là rõ này ha. Đây là cái thằng xương đây, đây là cái đầu xương, đây là vị trí sụn tiếp hợp đây, thì cái đường gãy nằm ở đây, đó, băng qua đây, đây là Santeris 3 luôn, đầu gần cũng có một ha, có một Santeris 3 ha, đây là hình của cái Santeris 3, các chị thấy, Santeris 3 là gì? Là đầu xương và sụn tiếp hợp, Santeris 3, Santeris 4, băng lên, băng chéo luôn. Băng chéo qua luôn thì chắc chắn là cái phần bên nguyên bào sụn nó cũng bị tổn thương. Thì Santeris 4 là gì? Santeris 4 là hạ
hàng xương xung kết hợp và đầu xương. Cái này chúng ta đã di chứng. Ví dụ trường hợp này chúng ta thấy được đây, một cái center 4 đó. Cái mảnh này là ở hàng xương, tiếp theo là cái xương kết hợp và tiếp theo đây là cái đầu xương, đó là cái center 4. Vẽ center 4 đây ha, vẽ center 4 từ trên xuống dưới này luôn. Vẽ center 4, đây là center 4. Còn vẽ center 5 là gì? Vẽ center 5 là nó sẹp lép luôn, nó sẹp toàn bộ cái xương kết hợp. Thì trong khi vẽ center 5 như vậy thì nguyên toàn bộ cái xương kết hợp nó bị ép lại chết hết. Đối với center 1 thì nó há rộng ra, center 2, center 5 thì sao? Nó sẹp lại. Do đó trong trường này chúng ta thấy là cái khe xương kết hợp này nó sẹp lại. Cần so sánh với cái xương kết hợp xem cái xương kết hợp nó còn không. Đôi khi cần thì chúng ta sẽ chụp đối với so sánh. Mà muốn chụp đối với so sánh thì phải chụp hai cái ở cùng chiều thế khác nhau và khoảng cách đầu đèn giống nhau, nghĩa là cái chiều thế, cái kỹ thuật nó phải giống nhau thì mới so sánh được. Đối với xương kết hợp thì nó sẽ xẹp hết toàn bộ cái xương kết hợp ở vị trí này, thì cái này là tiêu chuẩn xấu nhất và nếu cần sẽ chụp so sánh. Gãy phức tạp, gãy phức tạp là gì? Là gãy trên nhiều vị trí khác nhau. Một cái xương gãy phức tạp là nó gãy trên nhiều vị trí khác nhau. Có thể trên, ví dụ đây là một cái cổ chân người ta vẽ, một cái cổ chân người ta vẽ, đây là cái cổ chân thẳng, đây cổ chân nghiêng. Trên cái cổ chân thẳng này thì nó sẽ như vậy. Trên cái cổ chân thẳng này thì nó là đầu xương và xương kết hợp, thì center 3. Trên cái tim nghiêng thì nó sẽ hành xương và xương kết hợp, thì center 2. Thì trên hai bình diện khác nhau, trên hai mặt cạnh nó gãy theo hai kiểu khác nhau thì người ta gọi là gãy phức tạp. Gãy phức tạp nghĩa là gãy xương trên nhiều mặt cạnh, trên nhiều bình diện khác nhau. Thì trong trường hợp này đôi khi cần tới cái CT để đánh giá cái đường gãy như thế nào. Và trong trường hợp này nó có thể di lệch và có thể có những cái mảnh xương rời nó nằm trong khe khớp rơi đâu đó thì cần đến cái CT. Ví dụ trên trường này các chị thấy đây là cái đường gãy xương, đến cái đường này nó đi ngang qua đây, đây xuống đây thì nó là center mấy? Center 2. Nhưng trên cái thẳng nhìn thẳng nó chạy từ đây qua center 3, thì trên cái cổ chân thẳng nghiêng này một mặt là center 2, một mặt là center 3. Lúc đó chúng ta phải đọc là gì? Center 3 thì đó là một cái gãy xương phức tạp. Tương tự cái trường hợp này ha, đây đi ngang qua này center 2, còn cái phi thẳng thì sẽ nằm ở đây là center 3, 2-3 luôn ha. Rồi khi cần cái CT rồi cái di chứng khi mà tổn thương xuống kết hợp là gì? Khi di chứng tổn thương xuống kết hợp mà nó tổn thương những cái nguyên bào sụn thì cái phần nguyên bào sụn nó chết, nó sẽ không phát triển nữa. Và cái phần nguyên bào sụn, cái phần xuống kết hợp chết đó nó sẽ đóng vôi. Nó đóng vôi thì nó sẽ tạo thành cái cầu xương nối liền giữa hàm xương và thân xương. Thì lúc đó cái vị trí đó người ta gọi là cầu xương. Cái cầu xương là cái vị trí của cái sụn kết hợp nó chết, nó đóng vôi, nó dính giữa cầu xương và thân xương lại nhau. Trong khi cái phần sụn kết hợp còn lại nó sao? Nó vẫn tiếp tục phát triển. Cái phần sụn kết hợp còn lại nó phát triển. Nếu ví dụ tôi bị ở cái xương đùi, một phần sụn kết hợp nó bị chết, một phần còn lại nó vẫn còn, thì tiếp tục cái xương phát triển dài ra, lúc đó sẽ biến dạng cong của cái xương, một bờ dài, bờ không dài thì xương sẽ biến dạng cong. Rồi nếu bị toàn bộ cái xương kết hợp, nếu bị toàn bộ xương kết hợp thì cái xương nó sẽ không dài ra nữa, cái xương nó không dài nữa. Vì nếu cái xương nó nằm ở một trong hai cái xương cánh tay, một trong hai xương cánh tay, một cái xương nó bị tổn thương xương kết hợp nó không dài ra nữa, trong khi cái xương kia nó tiếp tục phát triển dài sao? Cong chi? Cái cánh tay bị cong. Rồi nếu ví dụ nó bị ở xương đùi, một xương đùi không dài, xương đùi bên kia tiếp tục phát triển dài ra thì chân dài chân ngắn. Do đó cái hậu quả của xương kết hợp, tổn thương xương kết hợp là gì? Là cầu xương. Mà cầu xương sẽ gây ra cái gì? Sẽ gây ra biến dạng cong chi, biến dạng cong xương hoặc là biến dạng ngắn chi, ngắn xương. Đó là cái hậu quả của xương kết hợp, của tổn thương xương kết hợp. Ví dụ hôm nay các chị thấy sau khi chấn thương xong nó gãy của đầu dưới của xương má, đồng thời nó có tổn thương ở đầu dưới của xương chày luôn. Và các chị thấy cái chỗ này không? Bên này chúng ta còn cái khe kết hợp nè, bên này còn cái kết hợp nè, và cái vị trí này nó đặt xương này ngay giữa, thì đó là cái cầu xương. Mà thấy được cái này là trẻ rồi, trẻ rồi. Bên đây là một kẽ xương, đây là kẽ xương, và sau đó nó tạo ra cái cầu xương. Trong khi cái xương tiếp hợp đầu dưới của xương trụ nó còn, cái xương tiếp hợp đầu dưới của xương quay bắt đầu đặt xương rồi.
đối với cái xương chết ngọt này, đối với cái cầu xương này thì chúng ta có thể thấy trên cái gì? Thấy trên X-quang và trễ. Nhưng mà trên cầu hỗn từ chúng ta sẽ thấy rất là sớm. Trên cầu hỗn từ chúng ta thấy rất sớm. Cầu hỗn từ chúng ta thấy được cái gì? Cũng đi thẳng xuống cái này. Mà khi mà xuyên cái này thì cái nguyên tắc là cái đinh này không được để qua hai vòng. Khi để lâu thì nó sẽ bị tổn thương, sẽ chết xuống cái hỏng ở đây. À, thế này xuyên đinh xong, xong đi chơi sau đó và cả tháng sau mới quay lại. Là lúc đinh sau đó thì nó bị cái cầu xương. Do cái cầu xương có thể là do điều trị gây ra. Khi chấn thương nó không có tổn thương xuống cái hỏng nhưng do điều trị gây ra. Và do sau này những cái trường hợp này người ta xuyên đinh, người ta không bao giờ xuyên đinh qua cái đầu xương hết. Người ta xuyên đinh từ hàng xương cho đến người ta bẻ cong xuống. Người ta bẻ cong cái đinh đi từ hàng xương bộ đi xuống chứ không xuyên qua từ đầu xương xuống qua cái xương tiếp hợp. Đó, trên cái CD anh chị thấy đây là cái cầu xương và cái cầu xương. Cầu hỗn từ, quay lại cái cầu hỗn từ. Vai trò cầu hỗn từ là gì? Vai trò cầu hỗn từ là xác định có cầu xương hay không rất là sớm. Nếu cái cầu xương nó còn nhỏ thì có thể tái cầu xương. Thì trên đó là có cái thấy được cái tín hiệu của cái mất tín hiệu của cái xương, nghĩa là cái cầu xương. Cái thứ hai là khi mà chụp cái này tôi sẽ kết thúc chụp bạn. Các chị nghe rất là kỳ, tại sao chúng tôi chứng thương xương chụp kết thúc chụp bạn để làm gì? Có bao giờ các chị làm chuyện đó không? Không. Nhưng mà có những cái người lớn không bao giờ làm thì mới sẽ làm. Ví dụ trong trường này, một cái chứng thương sau khi nó bị cái tổn thương của cái xương tiếp hợp, một tổn thương của xương tiếp hợp, ví dụ trường này đầu dưới hai xương, đầu dưới hai xương cánh tay, đây là đầu dưới xương quay, đây là đầu dưới xương chuột, nó bị tổn thương, nó có một cái cầu xương nằm ở đây, tôi sẽ chích thuốc tương phản vào, tôi chích cado vào, bình thường cái xương tiếp hợp này bắt thuốc tương phản rất mạnh, cái xương tiếp hợp này nó bắt thuốc tương phản rất mạnh, nếu nó bị tổn thương nó sẽ không bắt thuốc được, tôi thấy đây là một cái huyết thuốc. Cái huyết thuốc này tôi nói lên được cái gì? Tôi nói lên được cái diện tích của cái này là bao nhiêu? Cái diện tích của cái vật xuống tiếp hợp bị tổn thương là bao nhiêu? Cái thứ hai, tôi đánh giá xem là cái xuống tiếp hợp của cái đầu dưới xương chuột nha, nó còn nhiều hay ít? Nó có thuốc mạnh hay có thuốc ít? Nếu còn có thuốc rất mạnh, chứng tỏ rằng là cái sự tăng trưởng của đứa nhỏ trong giai đoạn này còn phát triển rất mạnh và cái di chứng của đứa này rất cao. Tại vì sao? Tại vì cái xương quay nó không phát triển nữa, nó bị tổn thương, nó không phát triển nữa trong khi cái xương chuột tiếp tục phát triển dài. Là tiên lượng xấu. Rồi ví dụ đứa nhỏ nó bị đầu dưới xương đùi, nó bị đầu dưới xương đùi bên phải. Khi chụp cầu hỗn từ, tôi chích gado và tôi đánh giá đầu dưới cả hai xương đùi. Do đó đừng có ngạc, đừng có thắc mắc là tại sao tôi bị chân phải bác sĩ đi chụp chân trái của tôi làm cái gì? Chân bên phải nó bị như thế này, chân bên trái nó có mặt thế này, thì nguy cơ là cái gì? Nguy cơ là gì? Là chân bên phải nó phát triển nữa, chân bên trái tiếp tục phát triển dài, là cái điều đương nhiên, là nó cũng phải chấp nhận. Rồi nếu chân bên phải nó bị như thế này, chân bên trái nó cũng bắt thuốc mà bắt thuốc không nhiều, chân bên trái cũng bắt thuốc không nhiều, thì lúc đó cái nguy cơ là chi nó có không? Nó vẫn có, nhưng mà không nhiều, nó chỉ 1-2cm mà thôi. Khi mà 1-2cm như vậy thì cái thái độ xử trí của người ta là cái gì? Cái thái độ của xử trí người ta có thể là người ta sẽ phá luôn cái xương tiếp hợp bên lành. Người ta xuyên đinh từ đầu xương xuống, từ hàng xương qua đầu xương, người ta phá luôn cái xương tiếp hợp. Đó làm để cho cái xương bên lành nó không dài ra nữa thì đứa nào cái chi nó không phát triển, nó không bị lệch chi. Do đó, tại sao? Như vậy phải hiểu rõ cho người ta biết tại sao con tôi gãy chân phải mà bác sĩ mổ chân trái. Đó là do có thể mình phòng ngừa cái di chứng tập chi đó. Và đứa nhỏ đã cái chiều cao đã tương đối đủ chấp nhận rồi và cái thời điểm đó vào cái thời điểm đó cái sụn tăng trưởng nó không có phát triển nhiều nữa, nó có thể tiếp tục dài nhưng mà tiếp tục dài không nhiều thì người ta có thể chọn được một cái hướng điều trị đó là gì? Người ta phá luôn cái sụn tiếp hợp của bên kia để hai chi nó cân đối với nhau. Đó, mà muốn đánh giá được cái này thì chúng ta phải tiếp tục phương pháp để chúng ta đánh giá là cái sụn tiếp hợp, cái tình trạng sụn tiếp hợp của đứa nhỏ đang phát triển ở mức độ nào. Và chúng ta thấy được cái sụn này
bên tổn thương nhiều hay ít và cái diện tích như thế nào để chúng ta tìm được được cái tổn thương cho nó. Để cho nó đối tượng tự những cái trường này tại sao diện tích tổn thương là như vậy. Rồi có những cái ví dụ như nói thêm về cuộc sống. Nếu đánh giá về cuộc sống ở con nít thì là trường tổn thương. Thì khi mà tôi làm, nếu mà tôi làm một cái đứa nhỏ mà 5-6 tuổi thì về cuộc sống, và về cuộc sống đó do những bất thường của cái thân cuộc sống và chịu ổn từ, tôi vẫn chích thuốc tương phản. Tôi chích thuốc tương phản để tôi đánh giá xem các em lắm cái ví dụ của thân cuộc sống nó có hay không, nó bắt thuốc như thế nào. Thì lúc đó tôi đánh giá là mức độ vàng của cuộc sống nó sẽ diễn tiến hơn như thế nào tiên lượng cho đến nhỏ được. Còn nếu không chích thuốc tương phản vô, chúng ta không đánh giá được cái sự bắt thuốc của những cái sụn năng trưởng, thì chúng ta không đánh giá được cái tiên lượng của cái bạn cuộc sống giống của học sinh đó, cũng giống như không tiên liệt được những cái trường hợp này trên cái sự. Được. Đó là cái tổng quan hết về những cái gãy xương ở mới đó, gồm có các dạng gãy xương và đặc biệt là cái gãy xương có tổn thương xương tiếp hợp ở con nít. Điểm qua cái gì ạ? Gãy xương ở một số vị trí đặc biệt theo vị trí bàn của cổ tay. Nếu bàn tay thì sao? Bàn tay nếu bàn tay thì các chị, nếu một đứa nhỏ chấn thương bàn tay, cái đau bàn tay thì cái vị trí dễ gãy nhất là ở đâu? Là đầu gần các ngón gần. Nếu một đứa nhỏ bị chấn thương nó đau cái bàn tay, nó đau cái ngón tay thì chụp lên, các chị nhớ đi tìm cái vị trí gãy nhất là cái vị trí đầu gần các ngón gần là cái vị trí dễ gãy ở bàn tay ha. Đầu gần ngón gần gãy theo dạng gì? Gãy theo dạng center 2. Đối bàn tay thì đầu gần các ngón gần center 2 ở đây cũng là một cái gãy. Đầu gần các ngón gần ha, đầu gần của các ngón gần là cái vị trí dễ gãy, do đó chúng ta đi tìm. Rồi đối cổ tay thì sao? Đối cổ tay là gì? Đối cổ tay là cái dạng gì? Dạng gãy lún. Đối cổ tay ở con nít là dạng gãy lún. Gãy lún một trong những cái khó chẩn đoán là gì? Nó chỉ có mất liên tục bỏ xương hoặc là gập góc bỏ xương, chỉ cần gập góc bỏ xương là gãy. Do đối cổ tay nhìn kỹ có gập góc bỏ xương hay không, đối cổ tay. Rồi một đứa nhỏ nguyên cánh tay dưới 2 tuổi té cái một cái rồi đau, nó không nhấc, nó không cử động được thì đi tìm ở đâu? Đầu tiên tìm cái xương đỏ, nhìn xuống cổ tay, nhìn xuống cái khuỷu. Mà nếu các anh chị in cái phim này ra rồi, các anh chị đọc trên phim, các anh chị thấy được không? Không thấy được. Do đó cái phim này là bây giờ chúng ta đa số chúng ta là sử dụng là kỹ thuật số. Do đó nếu mà khi sử dụng kỹ thuật số rồi thì chúng ta phải cố gắng thêm một cái nữa là chúng ta khai thác cái khả năng kỹ thuật số là chúng ta đọc hình trên máy. Học trên máy chúng ta thấy được gì? Chúng ta zoom được cái hình bóng to bóng nhỏ, chúng ta coi khu trú và cái vị trí nào chúng ta cần coi, chúng ta chỉnh được cái cửa sổ sáng tối độ tương phản thì chúng ta sẽ thấy được cái đó tương phản. Do thời điểm này chúng ta đa phần là chúng ta sử dụng kỹ thuật số, mà khi chúng ta sử dụng kỹ thuật số thì một trong những cái ưu điểm kỹ thuật số là chúng ta coi hình ở trên máy, chúng ta phóng to thu nhỏ, chúng ta khu trú được những cái vị trí nào cần thiết, chúng ta chỉnh được cái độ tương phản độ sáng của nó thì chúng ta thấy được tổn thương. Ví dụ trường này, nếu mà in cái phim ra thì có nhìn lòi mắt không thấy cái xương đâu hết. Ra từ phía trên màn hình chúng ta ra từ trên xuống rồi nó gãy đâu đó đây. Ví dụ ha, đó gãy khuỷu này thì cái này rồi gãy khuỷu tay là cái gì? Khuỷu cổ tay là gì? Cổ tay là gì? Là gập góc bỏ xương, gập góc bỏ xương nhá. Rồi có khuỷu tiếp theo thì có khuỷu là một cái vị trí đó dài ngày một ít, nó té chống tay xuống một cái là gãy khuỷu. Gãy bùng khuỷu thì bùng khuỷu nó sẽ có dấu trực tiếp khi chúng ta thấy được gãy xương để cái đường này. Còn bùng khuỷu nó sẽ có hai cái dấu gián tiếp rất là quan trọng là dấu tụ máu trong bao khớp khuỷu, người ta gọi dấu pectasai, dấu tụ dịch trong bao khớp khuỷu thì đúng không, pectasai. Cái thứ hai là lệch trục là cái gì rồi sẽ đây bình thường, đây là một khớp khuỷu bình thường trên phim nghiêng thì quanh cái bao khớp khuỷu, quanh cái bao khớp nó sẽ có một cái lớp mỡ quanh bao khớp. Cái lớp mỡ này sẽ ôm sát cái bao khớp. Đối với cái vùng khuỷu bờ sau của đầu dưới xương cánh tay không bao giờ chúng ta thấy được đường mỡ này. Đường mỡ trên qua là gì? Đường mỡ trên qua là một đường sáng. Đường mỡ trên qua là một cái đường sáng. Bình thường trên qua khớp khuỷu nghiêng không bao giờ chúng ta thấy một cái đường mỡ này. Tắt thở sợ. Nếu chúng ta thấy một đường mỡ tắt thở sợ như thế này,
chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là trong cái khớp quyển này nó có dịch. Cái dịch này nó đẩy qua khớp ra và nó đẩy đường mở quanh cành khớp ra, thì lúc đó chúng ta thấy được đường mở này. Khi mà tôi thấy được đường mở này, tôi nói là gì? Có dịch trong khớp quyển. Dịch này là gì? Tôi không biết. Nếu chấn thương thì nó là máu. Nếu viêm nhiễm trùng thì nó là mủ. Nếu mà viêm không nhiễm trùng thì là dịch viêm. Và cái dấu hiệu này tôi chỉ nói được gì? Có gì trong con khớp tùy theo cái chuyện lâm sàng của nó, nhỏ là cái gì thì tính xong. Đối với khớp quyển thì bờ trước của nó đôi khi chúng ta vẫn thấy được cái đường mở này, do đó thấy được đường mở ở bờ trước không giá trị là có gì trong con khớp, tại vì bình thường mình vẫn thấy. Nhưng khi có dịch nó bung rộng ra hơn nữa là bao nhiêu, tôi biết người ta chỉ nói bung rộng ra hơn nữa thôi, thì cái dấu hiệu này người ta gọi là dấu cánh buồm sàng sàng, dấu hiệu cánh buồm. Dấu cánh buồm khi trước cánh buồm nghĩa là cái đường mở phía trước này nè, nó bung rộng ra hơn nữa, nhưng mà bình thường nó cũng đã có rồi. Còn nó bung rộng ra hơn nữa là bao nhiêu không biết, do cái dấu hiệu ở bờ trước này nó không đặc biệt, mà quan trọng là dấu hiệu ở bờ sau. Nếu tôi thấy cái này rồi có gì trong con cớ, mục đích là chấn thương khi nó cũng có biểu một cái nhỏ chấn thương cũng có biểu vô trong liên quan đây. Chúng ta không thấy được gãy xương nhưng chúng ta thấy có mở có cái vết nứt sai này thì có gì trong con cớ, nghĩa là gì? Chấn thương là máu, và khi có máu trong khớp biểu trong con cớ biểu thì phải coi trường đi tìm coi trường có gãy xương ở đâu đó mình thấy được, phải tìm bất kỳ coi trường có gãy xương ở đâu đó mà mình không thấy. Liên quan đó là những cái đầu tiên là cái vết nứt sai. Cái thứ hai là cắt trục của chi. Nếu chúng ta chụp một cái phim nghiêng chuẩn, một cái phim nghiêng chuẩn lại để tôi thấy nghe như thế này, thì có một cái cục chỗ này, cái này là cái capitulum, là cái nhân cốt hóa lồi cầu ngoài của xương cánh tay, nhân cốt hóa lồi cầu ngoài xương cánh tay. Thì nếu tôi kẻ một cái đường tiếp tuyến tới bờ trước xương cánh tay, tôi kẻ một cái đường tiếp tuyến tới bờ trước xương cánh tay nó đi thẳng xuống, thì cái đường này nó phải đi đâu? Cái đường này nó phải đi qua giao điểm 1/3 sau và 2/3 trước của cái nhân cốt hóa lồi cầu ngoài. Tôi kẻ một cái đường tiếp tuyến tới bờ trước xương cánh tay nó đi thẳng xuống, thì cái đường này nó phải đi qua giao điểm 1/3 sau và 2/3 trước, hoặc ít nhất phải nằm ngay giữa. Nếu nó không nằm ngay giữa là bất thường. Ví dụ như trường này tôi kẻ nó đi về đâu? Nó ra phía trước này. Trong giờ này tôi kẻ nó ra phía trước, kẻ bất thường. Bất thường này là gì? Nếu tôi kẻ cái đường này, tôi kẻ cái đường này mà nó đi ra phía trước, hai khả năng thứ nhất là gì? Là cái lồi cầu này, cái nhân hóa lồi cầu này nó bị bong ra, nó di lặc đi đâu đó tôi không biết. Khả năng thứ hai là gì? Khả năng thứ hai là nó gãy trên hai lồi cầu. Khi mà gãy trên hai lồi cầu thì nguyên cái khúc phía dưới này nó bị kẹt cong ra phía sau. Khi mà gãy trên hai lồi cầu gãy vị trí này, nguyên cái khúc phía dưới này nó bị kẹt cong ra phía sau, nó bị lật ra phía sau, do đó cái đường tiếp tuyến bờ chấn xương cánh tay này nó sẽ đi ra phía trước. Đó là cái dấu hiệu tiếp. Rồi cái dấu hiệu thứ hai tiếp theo là tôi kẻ cái trục của xương quay, đây là xương quay, tôi kẻ cái trục của xương quay, đây là cái xương quay ha. Tôi kẻ một cái đường đi qua cái trục, cái này là tiếp tuyến bờ trước, còn đối với xương quay là tôi phải kẻ cái trục đi qua xương quay. Cái trục đi qua xương quay này nó phải đi qua giữa nhân khúc hóa lồi cầu ngoài. Nếu cái trục xương quay nó không đi qua cái trung tâm nhân khúc hóa lồi cầu ngoài thì đó là trục đầu tiên xung quanh, đó là trục đầu trên xung quanh. Trục đầu trên xung quanh này nếu kết hợp với gãy 1/3 hoặc 1/3 giữa, 1/3 trên của xương trục nữa thì nó gãy một tắc xe. Do đó khi mà một gãy 1/3 trên hoặc 1/3 giữa xương trục thì luôn luôn kẻ cái trục của xương quay này đi về đâu. Nếu nó vẫn nằm ở giữa cái nhân khúc hóa lồi cầu ngoài thì là bình thường. Nếu nó bị không còn nằm giữa nữa mà nó đi lên trên, cái xương này đi lên trên nghĩa là trục đầu trên xung quanh, cái trong trường đó là gãy một tắc xe, nghĩa là phải nắng trước khi bó bột. Đó là cái điều như rồi. Trường này các chị thấy cái gì? Một cái quyểu phía trước chúng ta thấy đường ngang ngang, cái vị trí ngang ngang này đó là mỏ. Phía sau các chị thấy cái đường ngang này không? Nó cũng là mỏ. Bình thường phía sau cũng có gì ta thấy, phía sau thấy nghĩa là có gì trong bao khớp. Dịch nó là cái gì tôi không biết, tôi chỉ biết là có gì trong bao khớp quyểu. Cái này thấy đỏ không? Thấy đỏ ha, thấy đỏ đó là cái sai có dùng trong khớp quyểu. Rồi cái này nếu nhìn qua hình này chúng ta nghĩ này, thấy gì có tưởng không? Không thấy gì hết ha. Nhưng khi tôi kẻ, đầu tiên tôi kẻ được cái đường này nó còn cắt qua không? Chưa bình thường. Còn cái đường này nó là không trên rồi,
nó không đi qua trung tâm nữa, nó không đi qua trung tâm nữa mà cái đường này đi lên trên, nghĩa là cái đầu trên xương quai đi lên trên, thì trong trường này là chậm chậm xương quai lên trên. Và chậm cái chậm này rất dễ gặp ở đứa con nít. Trong trường nào nó đang đi qua đường, đang đi từ qua đường lấy xe tới, bố mẹ cầm tay kéo một cái, kéo một cái xong rồi nó đầu đờ cái này nè, đầu nhất cái này nữa, nó cứ đờ cái này là đó là gì? Đó là một điển hình của một cái chậm xương quai lên trên. một cái chấn thương kéo mạnh cái tay. Lúc đó dùng trực kỳ chấn thương, trực kỳ chúng ta làm cái gì? Chụp cái khuỷu thẳng kia, cái thượng thẳng thẳng kia thượng khuỷu nghiêng. Nếu mà khuỷu nghiêng mà chúng ta hơi lưng lưng chút xíu thì chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh này. Nhiều khi chụp khuỷu nghiêng, khi chụp nghiêng là bàn tay vẽ lắc lắc cái chụp xong hết đập. Tại vì sao? Tại vì cái tư thế gập và xoay cái cả tay như vậy là cái tư thế cái tư thế mà để nắn cái chậm xương quai lên trên. Khi chụp xong bẻ cái tay nó đúng chiều thế để chụp xoay ra làm cái là tự động nó nắn chụp xong X-quang bình thường và để nhỏ đó là cái trong cái tình huống của cái chậm xương quai chụp trên ở đứa nhỏ khoảng 3-5 tuổi, 2-5 tuổi rất là tự động. Rồi chưa này thấy cái gì đó, cũng tương tự ha. Đó chậm rồi. Trong trường này các chị thấy cái gì rồi? Cái khuỷu thẳng kia ha, hơi mở. Ở đây chúng ta thấy cái đường sáng ở đây, một cái đường sáng ở đây thì đó là cái bong vừa cùng này. Các chị về coi cái này trên máy sẽ rõ hơn. Nó là cái bong ha, có một cái mảnh xương rời nằm vị trí này, đó là cái bong vừa cầu đó. Chỗ này đây đó ha, rõ ha. Bình thường chỗ này chúng ta chỉ có một cái cục duy nhất là cái cục nhân quá được bên ngoài thôi. Cái này nó xuất hiện thêm cái cục nữa. Cái cục này cái này là cái gì? Cái cục này bình thường là cái phần xương của đầu dưới cánh tay bị bong ra. Thì trong trường này là gãy bong, gãy bong được bên ngoài. Gãy bong. Đó gãy chia hai đầu cầu, ha, gãy chia hai đầu cầu thì đây cái phân đoạn gãy chia hai đầu cầu đường 1, đường 2, đường 3. Nó có biến dạng hay không? Và đây là cái nhân quá được bên ngoài, anh chị thấy ta vẽ cái đường này nè. Đây là cái nhà từ gãy năm đây, cái bộ 2 3 gãy năm gãy rõ kẻ này, chúng thấy một cái rõ gãy trên hai đầu cầu ha. Rồi có phép bét sai gãy trên hai đầu cầu đối với cái gì, đối với cái biểu có nhất là gãy trên hai đầu cầu và gãy bong đầu cầu. Nhìn kỹ gãy trên hai đầu cầu và gãy bong đầu cầu. Rồi cái này quay lại cái hình ảnh, cái này các chị thấy gì? Gãy không? Gãy một ba giữa xương trụ. Gãy một ba giữa xương trụ. Mà gãy xương trụ thì luôn đi tìm dùng cái xương quai nó bay về đâu. Rồi, xương quai. Khi tôi kẻ cái đường trụ của xương quai nó nằm ở đây, trong khi cái nhân quốc hóa đường cầu ngoài nằm ở đây, thì cái này gãy một phần ba giữa xương trụ kèm theo chậm đầu chơi xương quai thì nó là gãy trong ASEAN. Lúc bắt buộc quay đầu phải là nắn xong rồi mới bó bột. Sau khi người ta nắn xong người ta bó bột thì trục kiểm tra lại, chúng ta thấy rõ cái trục của cái xương quay nó qua cái nhân quốc hóa đường cầu ngoài, đó là đúng. Rồi trường hợp này thì sao? Trường hợp này thì sao? Vô phút cho mình nhé. Vô phút là sao? Bó bột chưa? Bó rồi, bó lâu rồi. Gãy sao? Gãy một ba trên xương trục và cái xương quay nó sao? Cái xương quay này vẫn là chậm. Và người ta không nhận định được cái điểm cách xe này người ta đang là bó bột, hoặc người ta nắng nhưng mà nó chưa vô, nắng nó chưa vô mà việc bó bột như vậy, nếu mà thấy kiểm tra thế này thì sao thôi, phải xẻ bột, phải phá bột ra nắng lại rồi mới đi bó bột lại đó. Đó. Rồi đối với cái vùng khuỷu có vị trí thường bỏ sót đó là gì, là gãy mông quay. Đây là cái vị trí này người ta gọi là cái mông quay ha. À, đây là cái đầu trên của xương quay, thì cái vị trí cổ mông quay đôi khi nó gập góc cái, đôi khi nó gập góc một cái. Còn cái này bình thường nha, cái này là cái nhân quốc hóa và đây là cái điểm này là cái điểm quốc hóa phụ của cái nhân quốc hóa lộ bề ngoài. Còn chấn thương trong trường này nó gãy là gãy đâu, gãy ở ngay cái vị trí cổ của xương quay nó gập góc này. Vị trí này gãy vị trí này rất dễ bỏ sót. Và nguyên tắc là gì? Nguyên tắc của đó là bỏ xương phải cong đều, cong chưa đáng đều, gập góc là gãy xương. Và vị trí gãy ở vùng cổ xương quay này rất dễ bị bỏ sót.
rồi ha, cái này gãy ở đây ha, gãy ở đây và có cái bên xanh gãy rồi. Cái này nếu cái này các chị đọc là gì, đứa nhỏ tháng hoặc một hai tuần, cái tay nó vừa đọc rồi chụp cái quang lên thấy hình này, chúng ta đọc là gì bây giờ? Xương cánh tay đây đúng không? Xương cánh tay đây, xương trụ đây, xương quay đây, cánh tay đây, trụ đây, quay đây, rồi nó còn khớp nhau không? Nó còn khớp với nhau hay không? Rồi chúng ta đọc là gì? Đây đọc là gì? Cái này là những cái đặc sản. Nếu ở người lớn, nếu ở người lớn mất cái sự tương quan giữa rồi, nếu ở người lớn cái trục của xương nó không ngay cái quan điểm chi tớp, nó không còn ai dê, nó không còn đều với nhau nữa, thì chúng ta đọc gì là trần khớp không? Thì hai cái xương nó không còn khớp nhau, trần khớp. Cái trường hợp này cái xương nó còn khớp nhau không? Giữa xương cánh tay, xương quỷ cũng về xương trụ này còn khớp nhau không? Trên hình này nó không còn khớp với nhau, trên hình này nó không, cái trục nó không còn khớp nhau, thì đọc gì là còn trần khớp không? Còn trần khớp là chết điểm, chết cả ta và chết cả điểm, chết cả mọi thứ luôn. À, trong trường này nó là cái gì? Trong trường này nó là gãy bong đầu dưới xương cánh tay. Trên xoang chúng ta chỉ thấy được những cái cấu trúc nào đã cốt hóa, còn những cấu trúc nào chưa cốt hóa chúng ta không thấy được. Những cấu trúc chưa cốt hóa trong trường này là xương, là sụn của đầu xương, sụn của đầu xương và sụn của đầu xương chưa cốt hóa. Nó là như thế nào? Nó là như thế này. Đây là bình thường. Đây là bình thường. Đây là cái phần màu vàng mà chúng ta thấy được cái X-quang. À, còn cái phần màu xanh này là cái sụn chưa thấy được. Đối với cái khớp khuỷu ở những đứa nhỏ sơ sinh thì cái bao khớp của nó chắc hơn là cái cấu trúc sụn. Cái bao khớp của nó chắc hơn, vững hơn là cấu trúc sụn. Đây có một cái chấn thương thì nó sẽ bị gãy chứ nó không bị chậm. Và nó gãy ở đâu? Nó gãy ngay cái vị trí cái đường gãy này. À, nó gãy ngay cái vị trí này. Khi mà nó gãy vị trí này, đây là vị trí gãy. Gãy ở đây thì nguyên cả cái khối này nó sẽ di lệch ra phía sau. Nguyên cả cái khối này nó di lệch phía sau, nguyên cả khối này di lệch phía sau. Do đó chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là cái trục của xương cánh tay, cái trục của xương khuỷu của xương trục nó không còn khớp với nhau nữa và nó giống như hình ảnh của trần khớp. Nhưng thực sự nó không phải trần khớp mà là nó gãy bong cái đầu dưới xương cánh tay và nguyên cái khối phía sau này nó di lệch phía sau. Do đó, X-quang ở một đứa nhỏ sơ sinh một tuần tuổi, hai tuần tuổi mà thấy hình ảnh này, hai tuần tuổi thì sẽ không thời gian sơ sinh mà thấy hình ảnh này thì phải đọc là gãy bong đầu dưới xương cánh tay chứ không được đọc là trần khớp khuỷu. Gãy bong. Ví dụ này, trường này trễ quá rồi. À, trễ quá, tại sao trễ? Tại vì khi mà gãy bong như vậy nó có tụ máu dưới màng ngoài xương và lúc đó nó cái máu dưới màng ngoài xương bắt đầu nó cốt hóa. Và chúng ta thấy đây là xương cánh tay, đây là hai cái xương cánh tay nó bay ra sau. Vì sao? Vì cái đầu dưới của xương cánh tay trong trường này nằm ở đây. Đó, gãy bong. Và muốn chẩn đoán cái này làm gì? Ví dụ trường hợp này, gãy bong, chẩn đoán cái này. Cái thứ nhất, nếu chúng ta biết được đó, chúng ta sẽ đọc luôn. Còn nếu muốn làm thêm để cho đại đại, các anh chị làm gì? Ví dụ trong đại trường này là cái cụm từ ha. Ví dụ cụm từ này chúng ta thấy được cái gì? Đây là cấu trúc xương. Đây là cấu trúc xương. Đây là cấu trúc xương. À, đây là nguyên cái cấu trúc xương. Đây là cấu trúc xương nó bị bẻ ra phía sau. Cấu trúc xương nó bị bẻ ra phía sau. Ra phía sau. Còn có cần làm cụm từ không? Học. Các anh chị làm xương không? Xương thấy được cái gì? Xương chúng ta thấy được cái vỏ xương. Xương, đây là cái vỏ xương. Ví dụ này là xương, chúng ta thấy được vỏ xương. Tới cái vị trí đầu dưới cái tay chúng ta thấy được cái cục xương. Xương chúng ta thấy được rất rõ trên cái xương. Và chúng ta phải thấy được liên tục của cái vỏ xương xuống tới phần xương. Chúng ta cắt bốn mặt cắt trước, sau hai bên. Trước, sau hai bên thì nó đều như vậy với nhau hết. Nó đi từ vỏ xương đang đi về collagen, ha, vỏ xương đang đi về collagen xuống tới phần xương, đó là có collagen. Và nó liên tục chứ không có sự lặp di lặp của cái cục xương ra khỏi cái phần vỏ xương. Trên xương thấy rất rõ này. Và có một cái ví dụ đứa nhỏ nó đau cái tay phải. Các anh chị ra cho xương, các anh chị vô cái đường bay, đường xương tay phải, xương tay trái trước. Xương tay trái trước thì mình thấy gì?
để mình thấy được cái nào bình thường. Mình sẽ dọn cái đó nên mình chưa quen mà. Nếu bị cái khớp, ví dụ trong trường này cái, là cái tay tay phải đi, ha, thì làm sao? Thấy cái quan này rồi, ha, rồi nghĩ tới cái gãy bong đồng ý xin cái tay thì mình xác định thêm là xương xương vô, đừng làm xương bên này, làm xương bên kia để mình thấy được cái nấm bình thường. Cái nấm bình thường nó là cái vỏ xương đang đi về cái collagen xuống, nó tới tới cái cục xương nó tới cái collagen ngay vị trí này, và trên bốn mặt cắt trước sau hai bên nó đều liên tục đều như vậy, chứ không có sự di lệch một qua một mắt của cái đầu dưới, sau đó qua cái bên kia sẽ thấy cái mặt này rất là rõ. Do đó nên quay lại ha, hình ảnh này ở trẻ sơ sinh phải nghĩ tới đó là gãy bong đầu dưới xương cánh tay, chứ đừng nằm là trợ khớp ha. Cái này đứa lớn rồi thế rõ, đứa lớn hơn rồi nó cũng như là cái sau, nhưng mà đứa lớn hơn này thì cái đầu xương cánh tay nó đã quốc hóa rồi thì mình sẽ thấy rõ đó. Rồi cái khớp vai này sao, khớp vai mình giờ coi cái khớp vai bên trái đây bình thường không, cái đầu trên xương cánh tay bình thường không, rồi cái bên phải cái đầu trên xương cánh tay nằm đâu, nó bay ra ngoài rồi, cái đầu trên xương cánh tay nó bay ra ngoài rồi, giờ mình đọc là gì, chặt khớp vai, đọc chặt khớp vai ở cũng ở người lớn vậy thì là chặt khớp vai thôi, nhưng mà giờ cái này không chặt khớp vai nó là sao, nó là vậy đó, nó là gì vậy, nghĩa là sao, cũng là gãy bong, cũng là gãy bong đầu trên xương cánh tay, cũng là gãy bong đầu trên xương cánh tay nha. Đó, đối với một người yếu, đối với một cánh tay khớp vai gãy bong, có này sao, có gãy không, cái này có gãy không, à rồi giờ cái chọn xuống đuổi nằm đâu, à nếu tôi cho cái chọn xuống đuổi nằm trong này thì nó gãy, còn nếu tôi cho cái chọn xuống đuổi nằm đây thì nó chọn, với này gãy hay chọn, cái này gãy hay chọn, hai cũng đứng trong trong trường hợp dưới này thì tôi lại đọc là chọn khớp kháng, như này tôi đọc gãy khớp kháng, tại vì trong trường hợp này nó là đấy đứa này nó là đứa sơ sinh, đứa này là có bình nhìn vô cái hình thái đó là loạn sản phát triển khớp kháng, loạn sản phát triển, cái bài này thì chắc là liên bên cái phần phụ trợ sẽ nói đấy chị, à nó bị loạn sản phát triển khớp kháng, khi mà loạn sản phát triển khớp kháng thì nó sẽ bị chậm khớp kháng bẩm sinh, chậm khớp kháng bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân là hậu quả của loạn sản phát triển khớp kháng, chậm khớp kháng bẩm sinh là hậu quả của loạn sản phát triển khớp kháng, là được nói chung một cái quá trình phát triển bất thường trong bào thai chứ không phải là hậu quả của sang chấn sản khoa. Các chị bỏ luôn trong cái khái niệm chậm khớp kháng bẩm sinh là hậu quả của sang chấn sản khoa đi, là trước giờ rất nhiều người, ngay cả bác sĩ sản, một số người cũ ngày xưa vẫn nói là như vậy, à, và bây giờ một số người vẫn nghĩ là như vậy, chậm khớp kháng bẩm sinh là hậu quả của loạn sản phát triển khớp kháng, là cái tình của nó gây ra chứ không phải là do sang chấn sản khoa, chứ không phải là do tại vì bác sĩ sản lúc đỡ sang kéo chân kéo tay nó mà gây chậm khớp kháng, tại vì gây cái đó nó bây giờ càng ngày càng nhiều nói ra cái đó là cái gì, là đi kiện, là đòi tiền, là kiếm tiền, là nhiều thứ phức tạp trên cái đời này, bây giờ này nó xuất hiện trên cái đời này đó. Do đó cái chậm khớp kháng bẩm sinh là gì, chậm khớp kháng bẩm sinh là do loạn sản phát triển khớp kháng, và chúng ta nhìn vô một cái là ta biến thấy biến dạng cái khớp kháng này rồi, thì cái phần chậm khớp kháng sẽ có thể nói xong đó. Trong trường này thì cái chọn xuống đùi nó nằm ở ngoài này chứ không phải chọn xuống đùi nằm bên trong đó, nó hơi để ý là cái xuyên đó, cái dấu hiệu rồi lúc mà đã mình nói lên đó, nó một số vị trí rồi ha, cổ tay rồi để xuống đi phía dưới cái khung chọc thì hồi nãy nói cái gì, là đối với cái xương ở con nít là còn cái gì, là còn cái sụn hoặc có những cái thứ nó gọi là apophis là những cái mấu của xương, thì cái apophis đó là vị trí bám của các cơ vào xương, những cái apophis đó là những vị trí bám của cơ vào xương, trong khi ở con nít cái apophis đó nó còn là cấu trúc xương nên nó yếu, mà yếu cơ bám vào đó nếu nó có một cái động tác chấn thương do căng cơ đột ngột thì nó sẽ rút cái mấu xương đó ra, nó gây rứt cái mấu sụn ra, cái apophis ra thì người ta gọi là gãy rứt, nó sẽ xuất hiện ở những cái vị trí apophis đây ha, đây những cái vị trí apophis, thì những cái vị trí này người ta sẽ gọi là gãy rứt. Do ví dụ ha, anh chị thấy đây là
cái cánh chồng này, một miếng xương cánh chồng bay ra ngoài, đó là gãy đứt cánh chồng. Đây là gãy đứt nè, gãy đứt của cái cành mu xương mồi. Đây xương mu, đây xương mồi, gãy đứt của cái xương mồi. Vì sao? Vì chỗ này nó có cái nhân tố phụ này, cơ nó bám vào và nó sẽ bị gãy đứt. Gãy đứt này là do gì? Do chấn thương. Do chấn thương đa phần là do chấn thương tại nào? Đó. Đây ha, gãy đứt. Cái chữ vị trí này gãy đứt, cái này còn cái này phải gãy đứt không? Cái này phải gãy, bìa qua là cái này phải gãy đứt không? Cái này gãy đứt hay không? Rồi nó xong, còn xong đi. Rồi với khớp gối, qua cái khớp gối thì có thể gãy nhiều vị trí khớp gối, nhưng mà ở khớp gối có một cái điểm tôi muốn nhắc đến anh chị là trên lịch sử chúng ta học được là tụ dịch trong khớp gối. Ít người để ý cái vấn đề này là có tụ dịch trong bao khớp gối đọc được trên lịch sử. Ha, nó cũng là giống như cái phép lái xe. Hình này các chị thấy gì bất thường? Bất thường ở đây tôi thấy được là cái ở ngay vị trí này nó còn cái bóng mờ. Cái bóng mờ này nó đi từ cái khe khớp chè đùi nó đi lên. Cái bóng mờ này đi từ khe khớp chè đùi lên, đây bóng mờ. Thì khi mà tôi thấy một bóng mờ dạt giọt nước ở đây là tôi đọc đó là có tụ dịch trong bao khớp gối. Dịch này là gì tôi không biết, cũng giống như dịch ở cái quỷ, đó là máu trong vết thương. Có thể là gì? Bủ trong viêm khớp bủ, viêm khớp nhiễm trùng, hoặc là gì? Viêm trong những cái viêm khớp nhiễm trùng, ví dụ viêm đa cơ thể chẳng hạn. Ha, thì trong trường này tôi thấy có cái bóng mờ ở đây, các chị để ý dùng hai phút quan bốn viêm có cái bóng mờ ở cái vị trí này. Cái vị trí đó là gì? Cái vị trí đó nó gọi là cái ngắt bao hoạt dịch dưới cơn cơ tứ đầu đùi, ngắt bao hoạt dịch dưới cơn cơ tứ đầu đùi. Đó, thì cái cơ tứ đầu đùi nằm đây, thì cái cơ tứ đầu đùi xuống đây nó tạo thành cái dây chằng, nó bám dọc xuống phủ mặt trước của xương bánh chè xuống, nó bám vào cái lồng ngực chạy hai bên, nó tạo thành dây chằng cắn. Thì đây là cái vị trí của bao ngắt của bao hoạt dịch dưới cơ tứ đầu đùi. Khi mà có dịch trong bao khớp gối thì cái vị trí này là cái vị trí thường đọc sớm nhất và nó tập trung ở cái vị trí này, vì nó vị trí này cho đó đây cái cụm từ thì còn nói được rõ ha. Do đó trên X-quang thấy gì? Nguyên cái bóng mờ như thế nào? Nguyên cái bóng mờ như thế nào? Bình thường có không? Đây là bình thường. Đây là bên bình thường. Lớp mở đây. Đây, nguyên cục mở đây. Đó là tụ dịch trong bao khớp khớp gối. Ha? Rõ không? Nè. Hình này. Đó, tụ dịch bao khớp. Còn cái vị trí ở gối có nhiều cái gãy ha. Ví dụ đây, gãy bong của cái lồng ngực chày. Ha? Rồi. Gãy đây, cắt, gãy, đó, gãy những cái mảnh nhỏ nhỏ gãy hơn ha. Rồi các chị để coi cái hình này. Ha, ví dụ gãy xương bánh chè ha. Gãy xương bánh chè là có cái cục này, các chị thấy cục này không? Ha, tụ dịch bao khớp gối. Khi chấn thương khớp gối, chủ khớp gối là nghiêng. Đầu tiên, có gãy xương hay không? Cái gãy xương có thể dễ thấy hoặc không dễ thấy. Nếu gãy thấy, rồi gãy gãy. Còn nếu không dễ thấy thì dựa vào có tụ máu hay không. Nếu có tụ máu trong bao khớp gối, có tụ dịch trong bao khớp gối sau chấn thương thì là tụ máu. Mà tụ máu trong bao khớp gối sau chấn thương thì coi chừng phải đi tìm xem là có gãy ở đâu không. Có thể những cái gãy nó rất là nhỏ, có thể là gãy rất chút xíu một cái của lồi cầu xương đùi thôi, nó gãy rất một miếng chút xíu ở vị trí nào thôi. Nên có thể coi hết xem là cái hai cái lồi cầu nó có trơ láng, nó có đều hay không. Rồi cái bông chày nó có trơn láng đều không, cái gai bông chày có hay không, phải coi rất là kỹ. Nếu chúng ta thấy là có tụ máu trong bao khớp gối sau chấn thương mà chúng ta nhìn qua chúng ta không thấy được gãy xương nữa thì chúng ta phải đi tìm rất là kỹ. Rồi đối với cái bàn chân, xuống bàn chân, cái bàn chân thì có một cái điểm tôi nói cái gì là cái đầu gần của lốt của bạn, cái xương bàn số năm, cái đầu gần xương bàn số năm nó sẽ có một cái nhân tố hóa tụ ha. Ví dụ các chị thấy cái đường nằm ngang này không, còn bên này là cái đường nằm dọc. Cái đây là xương bàn số 5. Xương bàn số 5, cái đầu gần của nó sẽ có một cái nhân tố hóa phụ. Nếu tôi thấy cái nhân tố hóa, cái đường sáng là nằm ngang thì tôi đọc là gãy. Nếu tôi thấy cái đường sáng nó nằm dọc thì tôi đọc là nhân tố hóa phụ. Cái nhân tố hóa phụ ở đầu gần xương bàn rất dễ lầm với lại gãy đầu gần xương bàn. Nếu mình không biết, cái nhân tố hóa phụ thì sẽ nằm dọc. Nhân tố phụ sẽ nằm dọc, còn đường gãy xương ở đầu gần xương bàn năm thì nó sẽ nằm ngang ha. Ví dụ cái này
cái này gãy, cái này là gãy, cái này gãy, nằm ngang là gãy, cái này nằm dọc, đó là nhân của ngón cụt, đó là nhân của ngón cụt. Đó là cái đặc điểm của cái đầu lần của xương bàn số 5. Cổ chân cũng giống như khuỷu tay và khớp gối. Chúng ta thấy được dấu hiệu gì? Tu dịch trong bao khớp cổ chân. Bình thường ở đây có một cái đường mở. Cái đường mở này nó phải ôm sát cái bao khớp cổ chân, nghĩa là nó phải lõm vào trong hình tam giác, lõm vào trong hình tam giác. Nó đi từ đây xuống ha, nó lõm vào trong hình ra hình tam giác, lõm vào trong. Nếu nó bình thường ra ngoài, nó làm cái tu dịch trong bao khớp cổ chân. Cũng giống như khớp gối, tôi không biết thì đó là cái gì, tùy mình cảm. Nhưng trên quan tôi đọc được đây, hình ảnh này là có tu viện trong bao khớp cổ chân. Sắp hết vậy. Rồi, gãy xương. Gãy xương có thể gãy trên nền một cái xương bình thường, hoặc gãy xương trên nền cái xương bất thường, người ta gọi là gãy xương bệnh lý. Có thể là gì? Có thể là cái xương lành tính hoặc bất kỳ cái đó. Cái gãy xương bệnh lý là gì? Khi nói tới vấn đề này, các chị thấy một cái đường, một cái chứng gãy xương ở trẻ em hay người lớn thì không phải đơn thuần chúng ta nói là có gãy xương hay không. Chúng ta đi tiếp một bước nữa, chúng ta đánh giá xem cấu trúc cái xương này có bình thường hay không. Nếu gãy xương trên một cấu trúc xương bình thường thì đó là gãy xương chấn thương. Còn gãy xương trên một cái cấu trúc xương không bình thường thì nó là gãy xương bệnh lý. Cái xương bệnh lý đó có thể là lành tính hoặc ác tính. Thì cái xương bệnh lý nó đã yếu sẵn rồi, một cái chấn thương nhẹ chỗ khô thì nó gây gãy xương. Do đó khi tập gãy xương không phải chỉ đơn thuần là có gãy xương hay không, mà phải đi tiếp theo là cái xương này trên cấu trúc xương bình thường hay là cấu trúc xương bất thường. Nếu bất thường thì nó sẽ là gãy xương bệnh lý. Mà gãy xương bệnh lý nó chỉ đơn thuần điều trị cái gãy xương không thì không hiệu quả đâu, không hiệu quả. Ví dụ, đây là cái cấu trúc dạng nè, một cái giấc da ở đầu trên xương cánh tay là nó sẽ gây gãy xương bệnh lý. Ví dụ đây một cái kén xương lưng gọn chẳng hạn, ví dụ đấy, đầu dưới cũng là gãy xương bệnh lý, trên nền cái tổn thương kén xương ở đầu dưới của xương quai. Ví dụ đây đây những cái tổn thương xương có thể gây đây gãy xương bệnh lý. Ví dụ ở đây xương ngón, xương đốt bàn, ok. Rồi cái nữa hồi nãy nói cái gì của chiến sĩ Ngọc Mai, Việt Nam mình bắt đầu có, trước giờ cũng có nhưng mà chúng ta không để nhiều, Tây nó có cái này nhiều. Hồi chiến sĩ Ngọc Mai hoặc lông con vật luôn là cái hình dạng là trẻ bị hành hạ, vì một cái lỗi bị hành hạ nó vô nhập viện vì một cái tình trạng là đáng thương. Và cái hình này nè, hình này rất hay, cái hình này rất hay đó. Đứa nhỏ nó bị cái gì, nó cầm bế đứa nhỏ vài tháng ha, bế ôm cái đồng ngực đó và lắc. Cái này có thể là do gì, chủ có là chấn thương này có thể là chủ ý hoặc là vô ý, có thể là vô ý gây chấn thương cho đứa nhỏ. Chỉ là thương đứa nhỏ lắc cho nó là viêm cái gì á, còn đứng á thì gây chấn thương. Và chấn thương nó là gì, cái đầu nè, cứ cài lắc lắc này, cái đầu cứ cài lắc như vậy, trong khi cái khoang dưới màng cứng, cái khoang dưới màng cứng ở đứa nhỏ nó còn tương đối khá rộng, khoang dưới màng cứng ở đứa nhỏ còn tương đối khá rộng, cũng giống như khoang dưới màng cứng ở người già cái bị tan nào nó rộng rồi. Và khoang dưới màng cứng tương đối rộng vậy, khi cài lắc như vậy thì những cái tĩnh mạch ở trong khoang dưới màng cứng nó sẽ bị bể, nó bị nứt, do đó nó sẽ gây ra tình trạng gì trong não là gì, là xuất huyết dưới màng cứng ở nhiều giai đoạn khác nhau, xuất huyết dưới màng cứng ở nhiều, rồi có thể tổn thương trong nhu mô não, xuất huyết dưới màng cứng cái lồng ngực, người ta ôm, người ta bóp này nè, gãy cung bên các cung sườn, gãy cung sau các cung sườn, rồi cái khớp nè, người ta lắc cái chân cứ một cái giống như con lắc quả lắc tuần hoàn, nó di động cách như vậy đó. Thì đây là cái khớp, thì đây là cái chân trái này nè, là cái dây chằng sẽ bám vào cái vị trí của hàm xương. Cái dây chằng này rất là chắc, và cứ lắc đi lắc lại thì nó gây gãy rứt ở vị trí các hàm xương, rồi thêm nữa có thể đứa nhỏ bị bạo hành, bị đánh đập cái gì đó, do đó nó sẽ làm cái này đó. Ví dụ cái khớp gối này nó gãy, nếu thấy gãy vị trí này ở vị trí ngang bức hàm xương này, gãy vị trí ở bờ hàm xương này ở đứa nhỏ, phải nghĩ tới là cơ chế gió lắc, như vậy thì phải đưa vào cái đi tầm soát toàn bộ người từ trên dưới cái đầu của nó, hay xương của nó, siêu mụn đó có vấn đề gì không?
ví dụ ha, gãy vị trí này ha, gãy các khung xương, nhiều vị trí khung xương, gãy ở vị trí hàm xương, đó là những đặc điểm của nó. Trong não vậy thì có thể cái nước sọt có thể xuống với dư mặn cứng ở nhiều giai đoạn khác nhau, số khi dư mặn có thể xuống mặn nghẹt vậy ha, và tổn thương não bụng rồi chờ đó có việc khi mà thấy gãy xương ở nhiều vị trí ở đứa nhỏ, một đứa nhỏ gãy xương ở nhiều vị trí ở đứa nhỏ thì trong đầu phải đưa ra hai cái, đây có phải là một cái đứa nhỏ hội chứng chạy gà hay không, cái thứ hai là coi chừng đó là gãy xương trên hệ xương bệnh lý, gãy xương bệnh lý mà con nít gãy xương bệnh lý thường gặp là cái gì, là tạo xương bất toàn, là tạo xương toàn hoặc một số những bệnh lý chuyển hóa khác nó gây tình trạng là loãng xương, yếu hệ xương, ok, có thể gây. Do đó khi gãy xương, khi có gãy xương thì phải đánh giá là cái cấu trúc xương thế này bình thường hay bất thường. Nếu cấu trúc xương này bình thường thì đó là gãy xương chấn thương, còn nếu cấu trúc xương nó bất thường, nó loãng xương chẳng hạn thì đây là một cái gãy xương bệnh lý, đó là cái điểm rất là quan trọng. Năm ví dụ đây. Rồi một cái số huyết dưới màng cứng ở nhiều giai đoạn khác nhau cấp bẩm, cho nên kết luận thì cái gãy xương ở trên ha, cái luận này còn lại là gì, chỉ định mơ hồ khi khảo sát hai tư thế vuông góc với nhau, khi khảo sát chụp hai tư thế vuông góc với nhau, những cái tổn thương ở xương kết hợp không thấy được trên quan đối với con nít, có cái Santaris để đánh giá cái tổn thương của xương kết hợp nó có hay không. Cái quan trọng, một trong yếu tố để ý cẩn thận khi mà chẩn đoán chẩn khớp ở trên, chẩn đoán ví dụ này nó là khớp vai khớp quỷu ha, khớp vai khớp quỷu ở những đứa trẻ nhỏ đừng nghĩ tới chẩn khớp, nghĩ tới gãy xương đi. Rồi khớp háng có chẩn khớp háng không, có chẩn khớp háng bẩm sinh, nhưng chẩn khớp háng bẩm sinh là hậu quả của loạn xạ phát triển khớp háng chứ không phải là hậu quả của một cái chấn thương dành cho sản phẩm. Rồi một cái gãy xương bệnh lý ở trẻ em thì coi dùng có là cái tạo xương bất toàn hay không, ta để ý đến cầu thận di động mạch biển là cũng là có rồi đúng không? Đó, cái phần chứng thương gãy xương các anh chị có hỏi gì không? Còn là chút xíu tôi nói nhanh cái phần là tuổi xương. Vì tuổi xương là gì? Tuổi xương là cái phương pháp đánh giá trên X quang để đánh giá cái mức độ phát triển trưởng thành, mức độ trưởng thành của hệ xương. Ở công đức nó khác với người lớn là hệ xương trong quá trình phát triển. Trong quá trình phát triển của nó thì những cái cấu trúc xương, những cấu trúc xương nó sẽ được cốt hóa. Và những cái cấu trúc xương lúc đầu mình chưa thấy, sau đó nó sẽ xuất hiện cốt hóa, người ta gọi là những cái nhân cốt hóa. Và những cái nhân cốt hóa đó nó sẽ xuất hiện theo một cái trình tự thời gian. Những cái nhân cốt hóa đó nó sẽ xuất hiện theo một cái trình tự thời gian. Và sự dựa vào cái trình tự thời gian xuất hiện các nhân cốt hóa ở các chi để người ta xác định là cái hệ xương đứa nhỏ này tương ứng với bao nhiêu tuổi. Hệ xương đứa nhỏ này tương ứng với bao nhiêu tuổi. Đó, và bình thường thì cái tuổi xương so với cái tuổi lý lịch của đứa nhỏ nó sẽ không quá 10%. Tuổi xương so với cái tuổi khai sinh của đứa nhỏ nó sẽ không thay đổi quá cái giai đoạn 10%. Ứng dụng lâm sàng rất là nhiều thứ ha, một cái đứa bất thường phát triển một đứa lùn, một đứa lùn khi nó 8 tuổi phải bị lùn, người ta cho chụp cái xương để đánh giá tuổi xương, ví dụ xương bàn tay để đánh giá tuổi xương. Đứa này 8 tuổi luôn, chụp xương bàn tay lên nó 8 tuổi thì sao? Thôi, số phận của em luôn rồi. Rồi, nếu đứa này 8 tuổi, chụp xương lên nó mới có 5 tuổi thì sao? Là nó có một cái bệnh lý nào đó, nó làm chậm phát triển hệ xương. Nếu tìm ra điều trị cho nó thì nó tăng lên, nó lớn thì được. Đó là một ứng dụng của nó. Rồi những cái đứa dậy thì sớm, rồi những đứa dậy thì sớm, một đứa nhỏ mới có 6 tuổi, một đứa gái 6 tuổi nó đã biểu hiện cái dậy thì rồi, người ta cho chụp hệ xương để người ta đánh giá xem cái hệ xương của đứa này hiện tại tương đương bao nhiêu tuổi. Rồi một đứa nhỏ bị suy giáp bẩm sinh, một cái suy giáp bẩm sinh thì nó sẽ làm chậm phát triển hệ xương,
người ta chụp cái hệ xương lên đánh giá xem cái hệ xương này tướng bao nhiêu tuổi, và người ta sử dụng cái hình ảnh tuổi xương đó để người ta chỉnh thuốc để làm sao để mà cái sự phát triển của cái hệ xương nó tương ứng với lại cái tuổi khai sinh của đứa nhỏ. Đó là những cái ứng dụng. Rồi trong cả nào ví dụ người ta là 20 tuổi, một đứa nhỏ 18 tuổi đi thi với đứa nhỏ 14 tuổi chẳng hạn, thì người ta cũng sử dụng cái quan hệ xương này để người ta đánh giá cái tuổi xương của nó như thế nào. Đó là những cái những ví dụ tóc y, chiều cao đó, đó là nhiều cái. Đấy, rồi cái phương pháp đánh giá tuổi xương thì có nhiều phương pháp. Đối với cái đầu tiên là cái đơn phê rồi có phúc ban. Cái phương pháp này thì đối với sử dụng đứa nhỏ thông thường dưới 12 tháng, đặc biệt dưới 6 tháng, người ta làm gì? Người ta chụp hết chiều dài, hết chiều dài một cái tay trái và chiều dài một cái chân trái, nghĩa là từ khớp vai cho tới cổ tay, từ khớp háng cho tới cổ chân. Trên cái phim này đếm xem là có bao nhiêu cái nhân khúc hóa đã có rồi, đếm bao nhiêu. Xong đó có cái đường, một cái bảng cũng có hai đường, một cái đường của con trai và đường của con gái, thì cái tuổi xương của con gái nó phát triển sớm hơn tuổi xương của con trai, tuổi xương con gái, do đó hai cái đường. Rồi ở đây nó có bao nhiêu, mình đếm từ trên này xuống nó có bao nhiêu nhân khúc hóa rồi, kéo qua kéo xuống, một cái đường con gái phía trước nó phát triển sớm hơn cái đường con trai phía sau, chậm hơn xíu, từ đây kéo qua kéo xuống, coi cái tuổi xương này tương ứng với bao nhiêu tháng tuổi, thì thông thường cái này dưới 12 tháng hoặc dưới 6 tháng. Rồi cái phương pháp là nhiều nhất là cái direct profile, là sử dụng chụp cái gì, một cái bàn tay trái thẳng, một cái bàn và cổ tay trái thẳng. Tại sao người ta chọn tay trái? Tại vì cái tay trái đối với đa phần thì cái nửa người bên phải là cái nửa người mà vận, cái bàn tay phải nó vận động nhiều hơn, cái bàn tay phải nó bị chấn thương nhiều hơn, bàn tay phải cái nguy cơ nó bị biến dạng nhiều hơn, và bàn tay phải cái nguy cơ nó phát triển sớm hơn so với bàn tay trái tại vì nó vận động nhiều. Do đó người ta sử dụng cái bàn tay trái, người ta chụp một cái bàn tay trái thẳng, nhưng không phải luôn nào cũng bàn tay trái thẳng. Lỡ đứa nhỏ bị chấn thương nó cụt hai ngón tay rồi sao, cũng đè bàn tay trái thẳng thì lúc đó phải sử dụng tay bàn tay phải thôi, chứ tay trái tay phải là một cái tương đối, chứ không phải trong đầu bắt buộc luôn phải là bàn tay trái. Nếu bàn tay trái nó bị biến dạng vì một lý do gì đó bẩm sinh hay mắc phải thì lúc đó người ta cũng chụp bàn tay phải được, chứ không phải luôn chơi bàn tay trái. Tại vì lúc nào trong đầu tại vì đó là chụp tuổi xương là bàn tay trái thẳng thì lúc nào quốc đè ra là cái bàn tay trái thẳng mà thôi, không cần biết cái bàn tay trái nó có biến dạng hay không, nó có một cái gì dạng gì hay không, không đánh giá được. Thì lúc này người ta sẽ chụp một cái bàn tay trái thẳng, sau đó người ta sẽ có một cái bộ hình so sánh từ sơ sinh cho tới khoảng 17-18 tuổi. Chúng ta so sánh gì? So sánh sự phát triển, số lượng các nhân khúc hóa ở cổ tay, hình dạng, kích thước, thì chúng ta so sánh là cái bàn tay đứa nhỏ tương ứng với là bao nhiêu tuổi. Nó sẽ có hai bộ, một bộ cho con trai và một bộ cho con gái. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp sử dụng nhiều nhất, chụp bàn tay để đánh giá tuổi xương. Rồi một cái phương pháp nữa, cái phương pháp này thì nó hạn chế hơn nhưng mà nó chính xác hơn. Nó hạn chế hơn là người ta chỉ đánh giá, người ta chỉ chụp một cái khuỷu thẳng nghiêng mà thôi. Đó. Thì nó nằm trong nhóm trẻ khoảng từ 7-14 tuổi, người ta chụp một cái khuỷu thẳng nghiêng. Xong sau đó nó phức tạp lắm, là trong cái khuỷu thẳng nghiêng này có những cái nhân khúc hóa, thì tùy thuộc vào cái kích thước của nhân khúc hóa người ta cho điểm. Tùy vào kích thước của từng cái nhân khúc hóa này người ta cho điểm xong rồi người ta cũng có cái bảng thì con gái phát triển sớm hơn con trai, thì cái đường phía trước là đường của con gái, đường phía sau là con trai, số từ điểm đó bao nhiêu điểm, kéo qua kéo xuống thì tương ứng bao nhiêu tuổi, tuổi xương bao nhiêu tuổi. Đó là một phương pháp này để sử dụng. Rồi một cái phương pháp khác người ta gọi là cái test Fisher là đánh giá sự phát triển của cánh chồng. Cái test Fisher chủ yếu sử dụng trong những cái trường hợp đứa nhỏ bị bẹp cột sống, một đứa nhỏ bị bẹp cột sống vô can, thì người ta có thể điều trị bảo tồn giai đoạn đầu của nó là gì, là người ta nẹp để cho cái độ bẹp được phát triển hơn nữa. Rồi nếu điều trị bảo tồn không hiệu quả, tới một lúc nào đó bắt buộc người ta phải phẫu thuật, người ta phẫu thuật người ta nẹp cái cột sống lại cho nó vững, mà người ta muốn nẹp cái cột sống lại cho vững thì người ta phải xác định chắc chắn là cái cột sống không còn phát triển nữa. Nếu cuộc sống còn phát triển nữa mà người ta nẹp được không? Không được. Do đó muốn đánh giá là cuộc sống
đã tới cái giai đoạn mà cuộc sống không còn phát triển nữa thì người ta mới mổ, người ta hẹp. Và muốn đánh giá cuộc sống không còn phát triển nữa, không có cái phương pháp nào trực tiếp để đánh giá hết, thì sẽ đánh giá gián tiếp qua cái phát triển của cái màu trọng. Đây là cái màu trọng, trên cái trên màu trọng nó có một cái lớp sụn. Trong cái lớp sụn đó bắt đầu nó xuất hiện những cái nhân cốt hóa. Theo trình tự phát triển nhân cốt hóa, người ta sẽ chia làm 6 độ từ 0 đến 5. 0 nghĩa là nguyên cái phần sụn này nó chưa cốt hóa, không thấy gì hết. 5 là khi toàn bộ sụn nó đã cốt hóa và nó dính vào cánh trầu rồi. Thì đã liên quan thấy gì không? 0 và 5 đi chang nhau. 0 và 5 đi chang nhau. Tại vì 0 thì chưa cốt hóa, 5 thì cốt hóa hoàn toàn và nó dính vào rồi. Đó. Rồi trong quá trình phát triển thì cái nhân cốt hóa ở cái vị trí này đầu tiên nó sẽ xuất hiện từ bên ngoài di chuyển vào trong. Cốt hóa sẽ cốt hóa từ ngoài di chuyển vào trong. Khi nó cốt hóa hoàn toàn rồi thì cái nhân cốt hóa này nó sẽ dính vào cánh trầu và nó dính từ trong ra ngoài. Nó phát triển từ ngoài vào trong, sau đó nó dính vào cánh trọng, là dính từ trong ra ngoài. Nếu mà bạn chưa thấy gì hết là 0 hoặc 5. Mà đứa nhỏ 7 tuổi có bao giờ 5 không? Không. Đứa nhỏ 14 tuổi có bao giờ 0 không? Không. À, giờ độ 0 hoặc độ 5. Mình nói là test with 0 độ 0 hoặc độ 5 và còn phụ thuộc vào cái tuổi đứa nhỏ nữa. Một đứa nhỏ mà 7 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi không bao giờ chúng ta đọc được độ 5 được đấy. Và ngược lại, một đứa nhỏ 13, 14 tuổi không bao giờ chúng ta đọc được zero được đấy, là 5. Rồi đây độ 1, 1 phần 3 ngoài. Độ 2, 2 phần 3. Độ 3 là toàn bộ đa cốt hóa nhưng chưa dính vào cánh trọng. Độ 4 là nó dính 1 phần 3, 1 phần 2 trong. Độ 5 là dính hoàn toàn. Khi cái test XC này ở độ 4, độ 5 chứng tỏ là gì? Là cuộc sống không còn phát triển. Cuộc sống không phát triển nữa thì nó do nếu mà người ta có can thiệp hoàn toàn vào cái giai đoạn cuộc sống thì người ta can thiệp vào cái giai đoạn transition độ 4 và độ 5. Và cái transition này người ta chỉ định trong vào cái lứa tuổi nào? 7-8 tuổi có bao giờ chỉ transition, có bao giờ một độ 4, độ 5 ở 7-8 tuổi không có? À, những đứa nhỏ nào chịu tàn cuộc sống 13-14 tuổi rồi, nếu có chỉ định can thiệp thì lúc đó người ta mới đánh giá cái transition này, chứ không phải là đứa nào bị tàn cuộc sống cũng có cái transition này. Đó là cái trọng lượng. Rồi quay lại chút xíu, cái nhân cốt hóa này nó có thể bị gãy đó không? Nó có thể bị gãy đó không? Nó có thể bị gãy đó. Làm sao chúng ta biết nó thể bị gãy đó? Hả? Theo phải nhớ dùng là cái quá trình đóng của nó sẽ di chuyển từ trong ra ngoài. Nó sẽ đóng từ trong ra ngoài. Nếu cái phần ngoài này nó đã đóng rồi và phần trong này nó chưa đóng thì sao? Thì coi chừng nó là gãy đó. Coi chừng nó gãy đó. Tại vì nó đóng từ trong ra ngoài mà. Nếu phần phía ngoài này mà đóng rồi và phần phía trong này nó chưa đóng thì coi chừng bị gãy đứt. Và khi gãy đứt thì sao? Mình vẽ nha. Luôn luôn có một cái để cho mình vẽ xem là cái mảnh xương lạc loài đó nó có nằm trong cái hình vẽ bình thường của cánh trọng hay không. Nếu nó nằm trong bình thường của hình dạng cánh trọng thì coi chừng nó phải gãy đứt, mà nó là cái chưa cốt hóa, nó chưa dính vô. Hả? Nếu ngoài này nó dính vô rồi mà trong này chưa dính thì nó gãy. Hả? Còn giả sử nguyên cái hình dạng này chưa thằng nào nó dính vô hết, mà cái mảnh này nè nó hơi xa ra chút xíu, mình vẽ cái viền này ha, mà thấy cái mảnh này nó nằm xa ra ngoài thì nó là gãy đứt. Do đó cái hình thái mình vẽ, cái hình thái bình thường nó có nằm trong cái hình thái bình thường hay không, đó để phân biệt đó là gãy đứt hay là vẫn là một cái nội ba vai trong quá trình phát triển của đứa nhỏ. Một cái khác nữa ở xương đòn này thì người ta đánh giá cái nhân cốt hóa của đầu trong xương đòn thì thông thường làm trên CT chính xác hơn, thì thông thường này cho cái nhóm tuổi rất là lớn, cho nhóm tuổi rất lớn chứ không phải cho nhóm con nít. Đó là một số cái phương pháp đánh giá tuổi xương. Thì cái đánh giá tuổi xương mà thường sử dụng nhất là cái bàn tay. À, một đứa nhỏ có vấn đề về nội tiết, một đứa nhỏ có vấn đề phát triển của cơ thể, muốn đánh giá cái tuổi xương thì thông thường chúng ta chụp một cái bàn tay trái hẳn, bàn tay vào cổ tay. Khi mà bàn tay gặp, bàn tay và cổ tay, và trong đó chúng ta sẽ so sánh cái xương, cái hình ảnh X quang đó với một cái mô hình chuẩn của con trai và của con gái để chúng ta nói được cái xương này nó tương ứng bao nhiêu tuổi xương. Đó là cái phần tuổi xương. Các anh chị có hỏi gì về phần này không? Về cái phần sáng nay là chấm dứt thì tôi trình bày các anh chị ba tuổi là xong luôn đấy. Cảm ơn các anh chị.